Cách đây 2 tuần chúng ta đã có cái buổi thứ nhất, tức là phần 1. Trong cái phần 1 đó chúng ta đã trao đổi với nhau về, dĩ nhiên là chụp hình điện thoại. Buổi thứ nhất chúng ta đã trao đổi với nhau là chọn cái điện thoại nào nó phù hợp với nhu cầu chụp hình của mình. Điện thoại thì nó có nhiều loại điện thoại và nhiều cái tính năng khác nhau. Thì chúng ta hay đánh giá cái này hơn cái kia, nhưng thực chất là chúng ta tìm một cái điện thoại nó có camera phù hợp với cái nhu cầu, cái sở thích mà mình chụp hình, đúng không? Thứ hai là sau khi có cái điện thoại rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu cách vận hành nó, khai thác nó, tất cả các cái tính năng cũng như là cái giao diện công cụ chụp của từng cái hệ điều hành để chúng ta khai thác nó cho hiệu quả. Và thứ ba là một số cái kỹ thuật cơ bản về chụp hình bằng điện thoại. Thì còn một cái phần mà mình nợ các bạn hôm trước, hứa là phần hậu kỳ đó. Hôm nay thấy mấy bạn lên Facebook kiện cáo đến đó là sao trong cái phần 2 này thông báo không có. Chúng ta sẽ dành cái phần hậu kỳ, tức là chỉnh sửa ảnh ngay trên điện thoại, vào một cái buổi khác riêng về cho nó, để chúng ta sẽ đào sâu nó kỹ hơn. Và ai tham gia cái buổi đó cũng có thể là chỉnh sửa được ngay. Thì cái buổi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần chụp hình làm sao cho nó đẹp hơn. Ở đây các bạn thấy là chụp hình không khó ha, hôm trước cũng đã nói rồi, không có khó, chúng ta chỉ cần tham gia một số buổi của camera tinh tế nói chung, của Tuấn Lê Anh nói riêng là sẽ chụp đẹp thôi. Chụp bằng điện thoại đẹp hơn, có cái chữ hơn màu đỏ đó, có nghĩa là giả định là mọi người đã chụp đẹp rồi, bây giờ đẹp hơn, không có ai chụp ảnh không đẹp hết. Khái niệm đẹp và xấu, chúng ta cũng đã nói với nhau rất là nhiều về khái niệm đẹp và xấu. Ở trên cuộc đời này không có ảnh nào là xấu và cũng không có ảnh nào là đẹp. Tất cả các bức ảnh chúng ta học hay là chia sẻ hay là cố gắng là để chụp cho nó tốt hơn, nó hài hòa hơn, hoặc là nó đúng cái ý của mình hơn. Cái ảnh nào mà đúng ý của mình là nó đẹp, phải không? Đó, thành ra là có cái chữ hơn nó màu đỏ. Thì hôm nay cái nội dung mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau nó là cái gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ nói về ánh sáng. Hôm trước chúng ta đã cầm cái điện thoại lên, ở đây có ai không có điện thoại giơ tay? Ai có điện thoại mà không có khả năng chụp hình, không có camera, giơ tay có quà. Giơ tay có quà cái là bạn kia giơ liền, của Hiệp cũng giơ luôn. Chúng ta có điện thoại rồi, chúng ta biết được cái camera của mình nó có cái ống kính ha, khẩu cái tiêu cự bao nhiêu, có nghĩa là độ mở, độ rộng của nó bao nhiêu. Còn chưa biết ai mà hôm trước không giữ về nhà coi thử cái điện thoại của mình, cái ống kính của mình nó có cái góc mở đó rộng hay hẹp như thế nào nha. Rồi chúng ta mở cái camera lên, mở bấm vô hết tất cả các nút, coi thử là nó cho phép chúng ta chụp những cái thứ gì bằng cái công cụ gì là hôm trước rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bước ra ngoài, và cái đầu tiên đó là ánh sáng. Thì đó, ông Tuấn Lê Anh lội xuống sông chụp hình ha, đang tìm kiếm ánh sáng. Thì thứ nhất là nguồn sáng, tức là khi mà chúng ta đi tìm ánh sáng để chụp hình á, thật ra các vật thể nó nằm ở trong nhà mình, tắt hết mọi tắt điện và đóng cửa tối thui, mình chụp là mình không thấy gì hết. Bật đèn lên sẽ có ánh sáng và chụp được hình ha. Bước ra khỏi cửa là phải có hình. Anh em cứ nói là đi cả ngày không biết chụp cái gì, hay là chụp xong ngàn tấm về xóa hết ngàn tấm. Không, bước ra cửa là phải có hình. Và cái đầu tiên anh em chú ý là chụp cái đó, ánh sáng nó như thế nào. Thì cái phần thứ nhất là nguồn sáng, chúng ta sẽ xác định nguồn sáng ha. Rồi lom khom một chút xíu để coi cái ánh sáng nó như thế nào, nghiêng qua chút xíu. Thứ hai là hướng sáng ha. Thì cái tính chất thứ hai sẽ chia sẻ với các bạn là hướng sáng. Xác định được cái nguồn sáng chiếu vô cái vật mà mình muốn chụp rồi, thì giờ cái hướng sáng của nó chiếu từ đâu, hướng của nó như thế nào. Đó, sau khi lom khom thì có một cái bức ảnh, cái tác phẩm nó như vậy. Rồi cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai mà chúng ta quan tâm, sau cái phần ánh sáng rồi thì đến cái phần tiếp theo là canh cái khung hình. Đây là cái điện thoại, chúng ta giơ cái điện thoại lên. Sau khi chúng ta để ý ánh sáng, nguồn sáng và hướng sáng, đúng rồi, U11 đó em.
Rồi, thì chúng ta sẽ canh cái khung nó như thế nào? Có nghĩa là những cái gì xuất hiện vô trong cái khung hình này, mình dơ cái này lên là nó sẽ có những cái vật thể xuất hiện trong khung, đúng không? Nhưng mà mình sẽ muốn cái gì xuất hiện trong đó. Giống như cái máy ảnh, chúng ta phải ngắm vô cái ống ngắm, thì mình muốn cái gì xuất hiện trong cái ống ngắm đó. Trước khi mình bấm cái nút chụp thì cái ống ngắm nó có chút xíu thôi, còn cái điện thoại cái ống ngắm nó to bằng cái màn hình luôn. Mình muốn cái gì nó xuất hiện trong đó là cái thứ hai, canh khung hình. Ví dụ như thế này đó, muốn cho 2.5 xuất hiện trong khung hình thôi. Có nửa ông kia kìa, đây có 2 ông đó, là mình sẽ nói về cái bố cục, tức là sắp xếp các cái thành phần xuất hiện trong cái khung hình đó như thế nào. Rồi sau đó là mình sẽ nói đến sau khi muốn cái đó xuất hiện rồi, nhưng mà mình muốn nó nhìn từ dưới lên theo kiểu con kiến nhìn ngóc đầu lên nhìn mọi sự ở trên cao, hay là như con chim bay trên trời nhìn xuống dưới mọi sự dưới thấp ha, hay là nhìn ngang nhìn xéo. Thì đó, đây là bước xuống dưới nhìn ngang rồi, nhưng mà cái tấm hồi nãy thì là từ trên nhìn xuống sẽ thấy cái đầu và cái xoáy ở trên đầu thôi đó. Rồi đó thì cũng là cái cảnh ở cái khu vực cái chùa đó. Ví dụ như thế này, nếu mà mình chỉ muốn các thầy xuất hiện thôi thì chỉ là các thầy xuất hiện trong khung thôi. Nhưng mà nếu mà mình lách cái máy qua chút xíu, một xíu thôi, thì nhìn thấy có cô gái nhìn ha, có đời có đạo. Rồi bây giờ cái thứ ba, cái nội dung thứ ba mà mình sẽ trao đổi với nhau em, đó là hiệu ứng thị giác. Hiệu ứng thị giác có nghĩa là gì? Những cái vật thể mà anh em muốn chụp nó được cái nguồn sáng chiếu vào như thế nào, sau đó chúng ta sẽ canh cái khung hình để cái gì xuất hiện trong khung hình, cái gì không muốn nó xuất hiện bỏ qua, bỏ ra ha, bỏ ra khỏi khung hình. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ chụp nó như thế nào để tạo một cái hiệu ứng thị giác. Tạo hiệu ứng thị giác có nghĩa là nhìn vào cái cảm thấy nó ấn tượng, cả người xem nhìn vào cái tự nhiên thấy chú ý vào cái đó thì gọi là hiệu ứng thị giác. Thì ví dụ như thế này, nhìn vào cái người ta sẽ không để ý mây trời nhiều bằng cái xe đang nằm trong cái vòng tay. Thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái tiêu cự ống kính như thế nào để cho tạo ra một cái hiệu ứng theo ý của mình muốn ha. Đó là hiệu ứng tiêu cự. Hiệu ứng tiêu cự có nghĩa là cái ống kính của chúng ta nó rộng hay là nó hẹp, chúng ta sẽ bước lại gần hay là đứng ra xa cái vật thể đó ha. Rồi sẽ trao đổi về cái đó. Ví dụ như tấm này đó, nếu mà chụp bình thường thì một cô gái đang đi thôi, nhưng mà với một cái kỹ thuật nào đó ha, về hiệu ứng tiêu cự nó sẽ tạo ra một cái nhìn nó ấn tượng hơn và đúng cái ý của mình muốn hơn. Rồi cái hiệu ứng thứ hai là hiệu ứng màn trập, hiệu ứng tốc độ của cái màn trập. Có nghĩa là cái màn trập đó chúng ta bấm chụp nó mở, nó chụp chậm hay là nhanh, có nghĩa là độ cái thời gian mà nó mở ra đó lâu hay là nhanh thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng tiêu cự, hiệu ứng tốc độ màn trập. Ví dụ như tấm này chụp dưới biển, hai cái bạn trẻ đi trên cầu kia bị mờ, mình đâu có muốn chụp nó, mình không muốn lấy nét nó, nhưng mình muốn lấy cái hiệu ứng của tốc độ chậm để cho mặt biển nó mịn màng, nó giống như là một cái đám mây mù, sương mù gì đó. Nhưng mà nếu mà không chụp chậm thì cái mặt biển nó sẽ như thế này, đúng không? Mình đi du lịch mình chụp bình thường, anh em chơi điện thoại, cái này là chụp bằng điện thoại đây, để hai bạn đó đó, thì mặt biển nó sẽ như vậy đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái kỹ thuật chụp với tốc độ màn trập khác đi thì cái ảnh nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng khác. Đó, như vậy nội dung của chúng ta sẽ trình bày 3 điều. Thứ nhất về ánh sáng, thứ hai canh khung, thứ ba hiệu ứng thị giác. Có thể nhiêu đó là đủ rồi. Ai có thể, nếu mà ai hiểu hết được 3 này rồi có thể không cần tham dự tiếp theo. Nội dung cơ bản là nó như vậy. Hôm nay để giới thiệu quà cái ha, tương tự như vậy. Trước khi vô cái phần chính, cái nón này là của tinh tế.vn hả? Mama Dung tinh tế.vn tặng hả? Có logo nè, tinh tế.vn tặng một cái nón của Chita. Xin cảm ơn Chita hợp tác với lại Tinh Tế. Chúng ta sẽ có những cái câu hỏi nho nhỏ và nhận quà. Ở đây có rất là nhiều quà của bạn Thái bên Metrophone về các cái phụ kiện gắn vào trong cái điện thoại để chụp cho nó nhiều cái hiệu ứng khác hơn.
tạo cái ảnh nó ưng ý hơn ha, nhiều cái ống kính đó. Đây có một cái tai nghe của Eli SH1, tai nghe Bluetooth đây ha, trị giá như là 1.8 triệu hay sao. Ở đây có mấy cái khay, cái cáp để cho iPhone 7 Plus. Ai có iPhone 7 thì sẽ có cơ hội. Và các cái áo, mấy cái áo mà có logo tinh tế hiện tại giờ là hết rồi. Ở trên thế giới giờ chỉ còn có 4 cái thôi. Áo này mua ở shop chó bulldog.vn. Và tinh tế kéo logo hết rồi, không có đâu. Các bạn có mua cũng không có, chỉ có 4 cái ở đây thôi. Rồi, hết rồi, nhiêu đó thôi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vô phần ánh sáng. Các bạn đã chuẩn bị chưa? Có mấy bạn á, mình bảo là tìm chỗ mát ngồi không chịu, thích ngồi chỗ nắng để cho có ánh sáng, để cho bạn kia quay phim chụp hình cho đẹp. Ba cái này nếu mà trình bày xong rồi mình trao đổi mà nó không hết á, bữa sau nói tiếp nha. Rồi, bây giờ về ánh sáng. Có ánh sáng, có nhiếp ảnh. Không có ánh sáng thì sẽ không có nhiếp ảnh chụp ra một cái tấm hình màu đen. Tấm hình màu đen. Thì các cái vật thể, khi nói đến ánh sáng là người ta nói đến màu sắc. Thì ánh sáng nó chiếu vào trong một cái vật thể, nó phản chiếu ngược lại vô cái máy ảnh. Thì mình nhìn thấy cái vật thể đó là nhờ ánh sáng. Nhờ ánh sáng nó phản xạ lại, nó phản chiếu lại. Đó. Và mỗi thời điểm trong ngày, ví dụ buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều hoàng hôn, thì ánh sáng nó có cái màu sắc khác nhau, màu sắc khác nhau. Thành ra là trong một ngày ánh sáng nó thay đổi liên tục về màu sắc. Và cường độ ánh sáng mạnh yếu cũng khác nhau. Hôm nay, sáng nay thì mặt trời nó ở dưới thấp, gần đến trưa thì nó đứng ở trên đỉnh đầu, chiều nó lại xuống bên này. Như vậy ánh sáng nó thay đổi vị trí cũng khác nhau. Vậy thì bây giờ mình làm chủ ánh sáng như thế nào? Có nghĩa là cũng một cái vật thể đó, chụp từ sáng đến chiều nó sẽ khác nhau đúng không? Nó sẽ khác nhau. Thì giờ mình sẽ làm chủ nó như thế nào? Làm chủ không phải là mang nó về nhà để bỏ tủ, để mà làm chủ theo nghĩa sở hữu, mà mình sẽ điều khiển được cái vật thể mình chụp nó có ánh sáng như thế nào. Ánh sáng tồn tại dưới hai hình thức. Có nghĩa là dù cho ánh sáng đó như thế nào thì nó tồn tại dưới hai hình thức cơ bản. Thứ nhất là ánh sáng nhân tạo. Ánh sáng nhân tạo là ánh sáng do con người tạo ra. Ánh sáng thứ hai là ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng tự nhiên là ánh sáng miễn phí cho tất cả mọi người. Ví dụ nói ông Tuấn Lên sao ông chụp đẹp. Có ánh sáng là có ảnh thôi. Và ai cũng có thể chụp được như vậy. Đúng không? Đâu có cho riêng ai đâu. Đây, ví dụ như đây là tấm ảnh. Tấm ảnh này là ánh sáng gì? Ánh sáng nhân tạo. Tặng em một cái cục dây cáp. Rất nhanh. Có Lightning ở trong đó, có tất cả những tính năng công nghệ mới nhất. Anh em nhìn thấy cái bức ảnh này, mình chụp trong cái nhà của cái anh thợ Kim Hoàn á, ảnh làm bạc, đồ bạc. Thì ảnh bật cái ngọn nến, còn ngọn lửa đó của cái kho hả? Đó thì nó sẽ hắt lên cái mặt và nó đổ bóng đằng sau. Ở cái chỗ này thật ra thì có nguồn sáng tự nhiên nhẹ nhẹ là ánh sáng trời, nhưng mà lúc đó cái ánh sáng trời nó không có mạnh như thế này, nó chỉ là một cái buổi sáng bóng, nó không có gắt, không có ánh nắng buổi râm thôi. Thì lúc đó cái ánh sáng nhân tạo nó trở thành chủ lực, chủ đạo trong cái khung hình này ha. Tấm hình này, cái này đi quán bar với cụ Hiệp đây, là ánh sáng gì? Nhân tạo. Cái kia là lửa, thì cái này là ánh sáng đèn. Ánh sáng đèn ha. Rồi, đây là ánh sáng gì? Ánh sáng đèn đường phải không em? Ánh sáng tự nhiên ha, mặt trời đó. Như vậy thì mình có ánh sáng nhân tạo rất là nhiều, có thể là một ngọn nến, ngọn lửa, hay là một cái tấm sáng nào đó mà nó người ta dùng điện hay gì để phát sáng. Rồi có đèn điện, còn nguồn sáng tự nhiên là có mặt trời là chính ha. Đây, cái này ở Đà Nẵng. Tấm này chụp bằng Zenfone 2.
ánh sáng tự nhiên đó ha, mặt trời. À, mặt trời. Anh em để ý ha, mỗi nguồn sáng, hướng sáng khác nhau nó đang tạo ra những cái bức ảnh, tạo ra cái cảm, cái thị giác của mình khác nhau, cảm xúc ảnh của mình khác nhau, hoặc là thậm chí cái tình cảm của mình nó cũng khác nhau tùy theo cái mà mình điều tiết ánh sáng hoặc là làm chủ ánh sáng như thế nào trong khung hình đó. Rồi, sau khi chúng ta xác định được cái nguồn sáng đó là nguồn sáng gì, nó là hình thức là nguồn sáng nhân tạo hay là nguồn sáng tự nhiên, anh em phải xác định nha. Từ nay trở đi mình đi chụp hình nhá, hay là ở nhà, hay là đi chơi du lịch, trước khi bấm tấm hình mình phải coi cái nguồn sáng mình đang chụp là cái gì. Có nghĩa là lâu nay mình chụp một cách tự nhiên đúng không, bây giờ tập, sau khi tập chừng 2 lần thôi là chúng ta sẽ làm, nó sẽ trở thành như là một cái phản xạ tự nhiên, là chúng ta biết nó là nguồn sáng gì, ánh sáng nó đang như thế nào ha. Tí nữa sẽ nói về tính chất ánh sáng, nhưng mà bắt đầu là phải xác định được nguồn sáng. Ví dụ như giờ em trai đứng lên các em, em này đẹp đẹp trai thì anh em nhìn bạn em quay xuống dưới á, em lùi lại một bước, em lùi lại một bước, lùi lại chút xíu, các bạn thấy là, các bạn thấy là khi mà ví dụ như bạn trai này chúng ta chụp một người đi ha, em lùi lại xíu em nhìn qua đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta chụp như thế này, tự nhiên đến đây cái mặt trời nó lặn mất, thì cho anh cái đèn này em, thì chúng ta khi chụp chúng ta xác định đây là nguồn sáng tự nhiên mặt trời đúng không, nhưng mà cái mặt trời nó nằm ở bên này thì chắc chắn nó chỉ sáng bên này thôi. Trước hết chụp hình phải xác định như vậy đã ha, phải xác định nó là như vậy đã, chứ về nó sao em chụp con em, cô kia cứ hỏi hoài con em sao nó không có chịu sáng nguyên mặt, à nó cứ tối tối nữa. Nguồn sáng không có để ý gì cái nguồn sáng, ở trong nhà có cái đèn bên bờ vách đó đó, thì bây giờ mình xác định được cái nguồn sáng đó rồi, là cái bóng đèn ở trong nhà, hay là đi ăn tiệc cái bóng đèn ở trên trần, hay là ra ngoài biển mặt trời nó mới mọc, hay là mặt trời nó lên lúc 9 giờ không, thì mình phải biết được cái nguồn sáng đó là cái nguồn sáng gì. Rồi xong, bây giờ sẽ xử lý nguồn sáng đó như thế nào, bước tiếp theo là sẽ xử lý cái khung hình của mình nhá với nguồn sáng đó như thế nào. Ok em ha. Thứ nhất là có 2 cách, người ta bình thường người ta sẽ xử lý ánh sáng theo 2 cách. Cách thứ nhất, người chụp hình mà các bạn đang học á, hôm nay mình sẽ không nói về hướng sáng nhiều ha, xin rồi bên trên xuống hay gì, mình phải vượt qua cái đó đi. Bây giờ nó tập trung vô cái mà làm sao cho ra một cái bức hình nó ưng ý về ánh sáng, còn mấy cái lý thuyết kia là tinh tế đọc ha, tinh tế viết phức tạp lắm. Rồi, cách thứ nhất, khi mà giơ cái điện thoại lên, anh em lôi điện thoại ra đi, mở camera ra, thì bây giờ giơ cái điện thoại lên cái, phải bóp không? Anh em giơ cái điện thoại lên cái là mình sẽ thấy được một cái vật thể nào đó xuất hiện trong khung rồi đó, thấy không? Rồi bây giờ ví dụ như chụp mình đi, ví dụ chụp mình thì anh em sẽ thấy là tối ha, hay là sáng đúng không? Một là cái mặt mình sẽ tối, hai là mặt mình sẽ sáng. Nếu mà anh em, trừ khi nào anh em muốn dìm hàng mình thôi thì anh em chụp mình tối thui còn mấy kia sáng. Nhưng mà nếu anh em thấy tối, anh em muốn mình sáng hơn thì sao? Hả? Rồi, anh em sẽ phải đo sáng đúng không? Đo sáng ở đâu hôm bữa nói rồi nha, tiếng nó nói lại, hoặc là tăng EV, kéo cái thanh mà cộng trừ EV đó cho nó lên để cho cái mặt mình sáng. Khi đó mặt mình đủ sáng, tại vì muốn chụp mình mà, cho nên mình phải đủ sáng, đủ kìa, có chữ đủ đó. Còn mấy cái kia nó có dư sáng hay nó tối kệ nó, chụp cái gì thì cái đó phải xa đủ sáng. Có nghĩa là cách xử lý ánh sáng đầu tiên của tất cả những người chụp là giơ điện thoại lên, làm hết mọi cách để cho cái mà mình muốn chụp nó đủ sáng. Đó là cách bình thường 1000 người hiện tại đang chụp cũng sẽ xử lý như vậy. Mình sẽ xử lý là làm sao cho nó đủ sáng. Thứ hai là cái hướng sáng. Cái này sáng chưa? Em đứng lên lại đi em, mặt trời đang sáng. Ví dụ như bạn trai này đang đứng ở đây, em lùi lại một chút. Thôi anh mượn cái đèn pin.
Đây em trai ha, bền pin rồi. Nhưng mà nó đủ sáng không? Ví dụ đây là mặt trời đi ha. Dẹp đấy cái. Ví dụ như đây là mặt trời. Anh em sẽ thấy là mặt bạn nó một bên sáng bên tối đúng không? Phải không? Nhưng mà mình không muốn như vậy. Mình muốn hết cả cái khuôn mặt này đều sáng hết. Thì sao? Mặt trời mình đâu có xoay được. À, mình xoay cái mặt lại, xoay mặt vào đây. Đúng không? Để cho nó đủ sáng, vậy thôi. Còn nếu mà nó xoay vậy, mặt trời ở sau lưng, mặt trời ở đằng sau lưng bạn này, mình chụp như thế này thì cả cái khuôn mặt đều tối. Nhưng mà mình muốn nó đủ sáng thì sao? Một là mình chạm vô đây để đo sáng, chạm vô cái điểm này để đo sáng. Hai là nếu không được nữa thì tăng cái thanh EV lên. Rồi, cảm ơn em. Rồi, như vậy là, rồi thêm hợp là gì? Là như đến cái lúc mà cái hướng sáng nó đang như thế nào á, mình mới làm ví dụ đó. Thì làm sao cho nó hài hòa với cái vật thể hay là cái chủ thể mà mình muốn chụp ha. Chứ đừng có dơ lên cái chụp, một cách giống như là cái máy nó làm hết, còn mình không cần phải suy nghĩ gì hết. Được không? Từ nay trở đi là như vậy nha. Dơ điện thoại lên coi cái hướng sáng đang như thế nào, nó tác động vào trong cái vật thể của mình như thế nào. Ví dụ như cái đèn đó, nó nằm ở trên cái vách nhà hay là trên, mình không thể thay đổi được nó. Mặt trời mình không thể nó kéo nó qua bên này được. Thì mình cố gắng tìm cái góc như thế nào đó, hay là xoay, thay đổi cái chủ thể. Thậm chí là phải chờ đợi, nếu người đó mình không thay được thì mình cũng phải chờ đợi sao cho nó quay qua ha. Còn không đứng bên kia làm tự nhiên nhìn qua cái chụp ha, ví dụ vậy. Rồi đều là gì? Là ánh sáng nó phải hài hòa, bố cục hướng sáng các thứ. Đó là cách cơ bản mà ai chụp cũng vậy. Mình nghiên cứu coi cái điện thoại của mình nó đang có những cái công cụ gì để mình tận dụng nó và làm được cái xử lý ánh sáng theo cái cách phổ thông nhất của tất cả, ai cũng có thể làm. 10 người phải là 10 người đều chụp như vậy. Nhưng mà hôm nay mình không muốn nói đến cái đó. Cái đó là cái ở đây ai cũng giỏi hết rồi ha. Chụp một bức ảnh phải đủ sáng. Cố gắng cho nó đủ sáng, cố gắng cho nó hài hòa, hoặc là cố gắng cho nó đều, hay là nó như thế nào đó, ai cũng chụp được như vậy hết. Tất cả những cái ảnh mà anh em thấy mình chia sẻ cũng vậy thôi. Nhưng cái hôm nay mình muốn nói là cái thứ hai. Đây ví dụ như anh Cu Hiệp, tấm hình này đó, sau khi chụp cái máy ảnh, chụp hoài nó không đẹp, nó không sáng, nó cứ tối thui à. Lôi điện thoại ra chụp cái sáng liền. Điện thoại để sau lưng. Không có nghiên cứu gì về các cái tính năng, công cụ mà máy ảnh cho phép mình chụp hình đẹp hết. Thôi cứ lôi điện thoại ra để chế độ auto full ha, tự động hoàn toàn, dơ lên bấm là chụp ha. Cái này là Lumia 1020 đó. Rồi, ví dụ như tấm này, anh em thấy là ánh sáng nó đều hết đúng không? Tất cả con người xuất hiện ở trong cái khung hình, nó không có ông nào tối, ông nào sáng hết. Đó. Nhưng mà qua đó đến tấm này, các bạn thấy sao? Nhìn chung nó vẫn là đều đều, cả vùng trời lẫn vùng nước cũng là đều đều. Đúng không? Nó hơi lệch một chút thôi, nhưng mà cũng là một cái bức ảnh đều ánh sáng. Vậy thì tóm lại, anh em sẽ chụp theo cái thói quen của mình là đủ sáng, khung ảnh ánh sáng hài hòa, đều hết. Với cái chủ đề gì? Phóng sự đời thường. Trích like á, đi chụp trích like mà ngồi đó mà tìm ánh sáng ngược với ánh sáng đâu được nữa. Rồi event, những cái sự kiện này kia, thì ánh sáng nó sao chụp vậy, chụp nhanh. Và lúc đó chính cái nội dung ở trong cái khung hình đó tạo nên cái chủ đề, chứ không phải là ánh sáng. Được không? Muốn nói lại cái chỗ này chút hay ha. Có hai cách để chúng ta xử lý ánh sáng. Cách thứ nhất là ánh sáng đủ, đều và nó hài hòa. Cái cách đó ứng dụng vào trong các cái chủ đề chụp là đi chụp du lịch, chụp sự kiện, chụp phóng sự, ví dụ như những cái tấm như thế này ha. Nó đều hết, nhưng mà chính cái nội dung
cái sự kiện á, chính cái nội dung cái sự kiện xảy ra, cái thông tin ở trong cái bức ảnh nó tạo ra cái chất lượng hay là cái đẹp của cái bức ảnh, chứ không phải là ánh sáng. Ok em ha. Rồi qua cái này đi nha. Đến cái này anh em thấy nó khác không? Bắt đầu khác. Nếu mà tấm này anh em thì thấy nó đều đều đều, nhìn vô thấy nó cũng đều 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 đều. Một ông đi tắm chó ha. Sách ẩm con chó ra về kia cưng kỹ lắm, bưng nhẹ nhẹ ha, vừa đi vừa vuốt để cho nó không có phản ứng lại khi nó gặp nước. Rồi ra đó tắm cho nó, nhúng lên nhúng xuống cho nó ướt cái bộ lông xù. Xong rồi bưng nó lên, khiêng nó lên. Thì khiêng nó lên á, anh em thấy ánh sáng sao? Mình chờ nha. Mình chờ cái mặt lọt vô trong cái ánh sáng mà bị mấy cái cây dừa với cái bạt người ta ở trên cái bờ biển đó, trên đó người ta kiểu như ánh sáng nó bị chặn lại á. Nó lọt một cái vùng sáng ở đó thôi và chụp. Như vậy bây giờ cái bức ảnh này nó không còn là cái bức ảnh đủ sáng đều hài hòa nữa. Tại vì các cái chỗ khác nó bị tối, thậm chí là ngay cái nhân vật mình chụp là cái thân hình của ảnh cũng không có sáng đều. Giống như hồi nãy bạn này chụp, bạn này đứng đúng không? Nó không còn sáng đều nữa. Con chó cũng vậy. Và lúc này bắt đầu ánh sáng bắt đầu can thiệp vào trong ý đồ của người chụp rồi. Như vậy cách thứ hai xử lý ánh sáng là gì? Chọn cái ánh sáng tác động lên cái vật thể, làm sao mà ánh sáng đó bắt đầu nó làm chủ đạo cho cái nội dung mình chụp. Chứ không còn là cái lượng thông tin mà mấy người ngồi đều đều ánh sáng nữa, hay là cái nội dung ở trong bức ảnh nữa. Em hiểu không? Đó, ví dụ như, sao em? Ồ, xin lỗi. Ồ, cái này nó chói lắm á, đèn led. Rồi, xin lỗi em. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ xử lý ánh sáng bằng cách là tính cái ánh sáng làm sao tác động lên cái chủ đề chính của mình, và ánh sáng nó làm lên cái nội dung bức ảnh, nó tạo ra cái ấn tượng bức ảnh, hoặc là nó là cái chủ đạo, nhìn vô là thấy cái này là ánh sáng tạo nên chủ đề. Ok em ha. Ví dụ như tấm này đó, mình phải đứng, phải canh, phải ngó, tức là phải tìm cái hướng sáng. Cái đầu tiên là phải tìm cái nguồn sáng, hướng sáng để ý thấy, rồi chờ ảnh lên đó. Sau đó thì ảnh lên bờ, ảnh lôi trong túi ra cái túi xà bông dầu gội á, anh tắm nhanh cho, hỏi ảnh là về có tắm lại nước ngọt không. Ui, ở Sài Gòn ra đây tắm biển mà số lại nước ngọt kia cho nó uổng anh. Đó. Như vậy là có hai cách xử lý ánh sáng. Lâu nay chúng ta học cái cách gọi là cách cổ điển ha, là ánh sáng xin, ánh sáng ngược, ánh sáng xéo gì đó, đủ thứ hết á. Nhưng mà thấy các bạn vẫn không có ứng dụng, nó có vẻ mơ hồ quá. Hôm nay chúng ta chỉ tóm lại hai cách xử lý ánh sáng thôi. Cách thứ nhất là với các cái chủ đề phổ thông, chụp nhanh sự kiện mà chính cái đối tượng ở trong ảnh nó thể hiện được cái nội dung rồi, thì chúng ta xử lý làm sao cho cái bức ảnh đó nó đủ sáng, đều, hài hòa. Còn nếu mà những cái bức ảnh nó mang cái tính chất mình muốn nói một cái ý gì khác cho chính mình, cho chính mình chứ không phải cho con bé hàng xóm nha, thì mình sẽ sử dụng cách thứ hai. Ánh sáng sẽ trở thành cái điểm mạnh, cái chủ đạo trong khung hình đó. Hai cái thôi nha, nhớ nằm lòng. Rồi, ví dụ như tấm này, anh em sẽ thấy là không còn thấy được cái mặt của cái ông đó nữa, ông thầy đó nữa. Không còn biết được cái ông, cái nhân vật đó là khuôn mặt nó làm sao, như thế nào, nhìn vô biết ổng là nhân vật nào, ai, đúng không? Mà cái này chỉ là ánh sáng tạo ra bức hình. Nhưng mà nhìn vào bức hình, người ta có một cái gì đó người ta cảm thấy có, người ta thích, hay là người ta có cái gì nó ấn tượng. Ha, như vậy đây là sử dụng ánh sáng làm chủ đạo cho cái, sao em, cho cái khung hình. Ông thầy ông bước lên cái cửa để ông đi ra. Giơ tay chào bye bye. Cho chụp tấm hình nha. No, thì ngay cái khúc no đó là đã có hình rồi ha. Rồi ví dụ như tấm này tương tự như tấm khi nãy, anh em cũng sẽ thấy là ánh sáng nó tạo nên cái khung hình. Ánh sáng tạo nên khung hình. Nó sẽ nổi khối hơn ha. Ví dụ như tấm này, anh này anh đi chụp cưới bằng điện thoại, thì anh em sẽ thấy là nó nhìn vô thì có vẻ cũng có tối sáng, nhưng thực chất là nó cũng ánh sáng đều. Ánh sáng nó phủ đều lên cái
các cái vật thể xuất hiện trong khung, đúng không? Từ cái áo trắng cho đến nhân vật, nó đều nó phẳng này nè, nó nằm phẳng, nó không có tách ra khỏi ánh sáng, nó không lôi cái người đó ra khỏi cái khung hình nói chung ha. Thì đây, ví dụ tấm này nó sẽ khác. Tự nhiên có tối có sáng, thì lúc đó nhìn vào cái chỗ nào sáng là cái chỗ anh em sẽ nhìn thấy ngay. Như vậy ánh sáng bắt đầu can thiệp vào trong cái ý đồ của mình, không còn là cái nội dung của chính vật thể nữa. Đó, anh em xem lại hai tấm. Như vậy mình chỉ cần lệch qua hay là tìm cái hướng sáng như thế nào đó để cái ý thứ hai là, cách thứ nhất là cho nó hài hòa. Tại sáng mặt ăn tiền, về nó phải thấy mặt nó mới trả tiền. Đến cách thứ hai là anh em nói là đẹp hơn. Thật ra đó là cách anh em xử lý ánh sáng, lấy ánh sáng làm chủ đạo. Nhớ cái điều đó ha. Rồi, ánh sáng tác động đến hình khối một vật thể, cho dù nó cao, nó đồ sộ như là cái núi hồi nãy ha, hay là nó sâu, thì nó cũng sẽ trở thành một mặt phẳng bền nếu mà ánh sáng chiếu vào trực tiếp như là cái mặt phẳng ha. Cho nên là nguồn sáng trực diện thì nó không có tạo bóng đổ, nó không có bật cái đó ra khỏi cái background, cái đó. Thì mình sẽ tập, anh em sẽ tập cái đó, cố gắng. Rồi, sau khi trình bày cái đó, anh em nhớ cái lưu ý thứ nhất: ném một phần chủ thể vào bóng tối. Nhớ cái thứ nhất. Khi chụp bất cứ cái gì, mình đang tập mà, mình đang học để chụp đẹp hơn mà, chứ không phải tấm đó cho ai hết. Thì cố gắng chụp bất cứ một cái gì, cố gắng cho một phần cái chủ thể đó vào trong bóng tối, được không? Về nhà lấy cái đèn bàn, để con búp bê, đèn bàn chiếu vô, đúng không? Thì mình muốn che một phần bóng tối thì bằng cách nào? Lấy cuốn vở hay là gì đó che bớt đi, để cho nó tối cái đó đi, chỉ sáng cái mặt thôi. Tại vì mình muốn chụp cái mặt. Còn nếu mà muốn sáng cái đuôi, còn cái mặt tối thì che cái phần sáng chiếu vô cái mặt đi, được không? Đó. Hôm trước anh em học chụp mà sản phẩm nó cũng vậy thôi ha. Ví dụ chụp sản phẩm bao nhiêu thứ nó soi, ví dụ chụp cái nón này nè, cái quạt rồi cây cối nó chiếu vô trong này, dùng các cái gì đó để che nó đi ha. Cái mà mình không thích thấy nó, che nó đi. Thứ nhất, ném một phần chủ thể vào bóng tối, nhớ nha, vậy thôi. Tất cả những cái ảnh hồi nãy anh em thấy là ném nó vô một phần nó vô tối. Rồi, ví dụ như đây là nhân vật rất quan trọng, chính ra là nhìn vô là phải đẹp liền ha, mua năm liền. Nhưng mà ánh sáng đẹp, ánh sáng nó phẳng à, dù cho cái đó là nhà, một cái tòa nhà đồ sộ, hay là một nhân vật nổi tiếng, nhìn vô cái là người ta có thể bấm like liền. Nhưng mà về ánh sáng thì nó vẫn là một mặt phẳng bền. Này LG G4. Nhưng mà chuyển qua cái này anh em sẽ thấy khác. Ném một phần vào trong bóng tối à, đó. Ví dụ như thay vì cái chỗ này, em xoay qua bên này chút đi, ánh sáng nó sẽ khác. Đứng ngay cái cửa mà ánh sáng cửa nó chiếu thẳng vào, nhưng mà xoay ngang qua một cái, ánh sáng nó sẽ trở thành xin, ánh sáng xin à. Anh em xử lý như thế nào để một phần chủ thể nằm trong bóng tối, nhìn cái nó sẽ khác ngay ừ. Nhìn thấy nó có hồn hơn, nó tạo cho mình cái cảm xúc hơn à. Nó có cái gì đó, nó mình nhìn cái mình thích. Giơ cái máy lên cái là em bé nó không chịu chị. Nhưng mà lúc đó có hình rồi. Đây nhà thờ Đức Bà ha. Đó, anh em thấy là cái bóng nó đổ vô lúc mà ngay cái sảnh mà người ta bán dạo, bước vô một bước á, thì cứ đứng đó chờ. Thì nếu mà muốn chụp cái này thì ánh sáng cũng vậy thôi, mình phải chọn cái thời điểm. Còn không á, nó sẽ đều. Anh em chụp cái sẽ thấy từ đầu đến cuối ha. Như vậy, ném một phần. Tại vì muốn thấy cái người ta đi lễ, người ta đi lễ nhà thờ à, mấy người Tây hay là người khách du lịch, chứ họ đi lễ rất là thoải mái, họ không có áo dài khăn đóng gì đó. Muốn chụp nó có bóng đổ, nó có những cái phần tối phần sáng, và cái đây là cái cách thứ hai dùng ánh sáng để tạo nên cái khung hình cho mình. Ví dụ như tấm này cũng vậy, tấm này ở Hoàng Kiếm, nếu mà chụp đằng phía bên kia, tức là ra đằng sau cái vườn hoa, là mình có chụp một tấm, nhưng mà hôm qua tìm không ra, để làm ví dụ tìm không thấy nữa, thì nó sáng đẹp lắm, rất đẹp. Tại cái tiền cảnh lúc đó, cái tiền cảnh lại là cái vườn hoa,
rất đẹp, và chắc chắn đưa cho họ cái tấm đó họ sẽ thích tại thế mặt họ. Nhưng mà nó là ánh sáng phẳng đó, mình qua sau này để lấy bóng đổ và cái hình nó sẽ tạo cái cảm xúc nhiều hơn với cái thể loại ảnh đường phố ha. Đó. Tấm này cái anh bán hàng hôm mình đi du lịch đó giơ lên điện thoại chụp thì anh cứ nghĩ anh mời mình mua cái gì đấy, thì anh em thấy ánh sáng sao? Gần như là đều, gần như đều. Thường thường mình chụp mấy cái này chụp rất là nhiều nhưng mà về ít thích, ít thích. Đó. Nó mang cái tính chất là lưu niệm ha, lưu niệm nhiều hơn. Còn nếu mà mình chơi ảnh thì nó phải vậy. Đó. Vậy vậy. Cũng là cái cô cũng dọc cái con đường bán hàng ở bên đó. Thì ném một phần chủ thể vào bóng bóng tối ha, ném một phần chủ thể vào bóng tối. Bức ảnh của chúng ta nó sẽ có cái gì đó nó ấn tượng người xem hơn, người ta sẽ coi lâu hơn. LGV 20. Rồi bây giờ nói một chút về ánh ánh sáng thuần và ánh sáng ngược, ngược sáng và thuần sáng. Bây giờ xử lý ánh sáng có hai cách. Cái thứ nhất là hài hòa, đủ sáng. Ai mà chưa chụp được cái thứ nhất á phải tập, chụp sao mọi tấm đều đủ sáng, cố gắng. Cái thứ hai là dùng ánh sáng để tạo ra cái chủ đề cho mình, chủ đạo trong bức hình. Và tiếp theo là nguồn sáng ngược và nguồn sáng thuận. Ánh sáng sẽ đối nghịch cực độ khi nguồn sáng nằm ngay phía trước hay là phía sau máy ảnh. Vừa rồi anh em thấy chiếu cái đèn vào trong bạn này thì anh em sẽ thấy cái đối nghịch của sáng cả khuôn mặt với sáng một bên là nó khác nhau rồi đó ha. Thì giờ mình sẽ thấy là nguồn sáng nằm đằng sau hay nằm trước nó sẽ khác nhau như thế nào. Lưu ý thứ hai, ánh sáng tạt ngang với bóng đổ ít nhiều nó cắt chéo cái bức hình là loại ánh sáng thường dùng nhất. Thường thường thì các bạn mới học á, mình cũng hay khuyên và các người mà dạy nhiếp ảnh cũng hay khuyên là cố gắng chụp thuận sáng. Chụp thuận sáng có nghĩa là ánh sáng nó chiếu vào trong cái vật đó và mình chụp để chi? Để cho quen cái máy thôi, với lại canh khung thôi. Còn ánh sáng mà những người chơi ảnh á là ánh sáng tạt ngang, ngang như này là cái hướng sáng mà người ta thường chụp nhất. Mình ra một cái điểm chụp, mình thấy một số bạn đứng chụp thuận sáng, một số bạn đi tìm ánh sáng tầng ngang. Là mình nghĩ là mình sẽ biết được là bạn nào đang chơi ảnh và bạn nào đang học từ đầu ha. Thì nhớ ha, nguồn sáng tầng ngang, thay vì anh em lấy cái nguồn sáng chiếu vào trong cái, ví dụ như là đây là cái iPad. Nếu mà để như thế này chụp thì cái iPad nó sẽ chiếu ánh sáng thẳng vào mặt mình. Và bạn mình ngồi ở bên kia bàn cà phê đối diện đó, họ sẽ chụp như thế này. Thì lúc đó cái này nó đủ hết, đủ sáng hết. Nhưng mà nó là một cái ánh sáng bẹt, ánh sáng phẳng. Đưa cái iPad qua bên này, khác không? Sẽ khác ha, nó sẽ nổi khối hơn. Ném bớt mấy cái thứ này vào trong bóng tối. Lưu ý thứ hai nha. Ví dụ như tấm này anh em sẽ thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp vì cái gì? Vì cái nội dung của bức hình là nó có mấy cái chuồng mũi cong và cái anh dân chài đang chuẩn bị đi ra, đúng không? Nhưng mà về ánh sáng là không đẹp, tại vì nó phẳng, nó đều hết cả khung. Như vậy lúc đó sao? Mình đâu có bắt ảnh chạy ngược lại hay là gì được, mình phải chạy thôi. Chính mình phải chạy đi ra một cái chỗ khác. Tại vì buổi sáng mặt trời lên thì bên này thì mặt trời, bên kia thì trời nó thường thường nó xanh vậy đó. Chạy, chạy qua chỗ khác. Thì lúc đó có thấy được cái mặt của ảnh như cái tấm đầu không? Không còn thấy nữa. Tại vì cái này chụp giống như là ảnh du lịch lưu niệm. Thì sẽ thấy được các cái vật thể như hồi nãy mình nói đó. Chính cái nội dung bên trong nó làm cho bức ảnh có cái thông tin. Nhưng mà nếu mà mình chơi ảnh phải chụp ngược sáng. Chụp ngược sáng như thế này thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng khác, không? Chủ thể nằm trong bóng tối, ngược sáng ha, silhouette đó. Hay là tấm này chụp ở cà phê nghệ thuật ngay chỗ Hồ Con Rùa đó ha. Thì cái ô mà của mấy người tiếp tân ở trên lầu á có một cái cửa sổ ánh sáng rất là hay. Anh em cứ lên trên lầu uống cà phê có cái chỗ này là họ để ly tách rồi đó. Thì cái ánh sáng này nó là ánh sáng gì? Tạt ngang, mình hay gọi là ánh sáng window, ánh sáng cửa sổ đó. Mình hay nói vậy nhưng mà thực chất là ánh sáng tạt ngang. Nó xin qua, nó xéo qua cái chủ thể mình muốn chụp. Đó. Cô gái sáng một bên thôi.
còn tất cả các thứ khác cho nó vào bóng tối. Cái này M8 chụp lâu lắm rồi, HTC. Tấm này Lumia 1220 đây thì cũng vậy, nếu mà anh em muốn chụp sáng mặt ăn tiền, tấm này đều được hết, tại vì người ta gạt mà, người ta sẽ di chuyển liên tục. Nhưng mà tìm một cái vị trí chụp và chờ cái anh đó lọt vô chỗ đó để cho nó nằm ở trong khung hình với ánh sáng tầng ngang ha, tạo ra cái gì đó nó ấn tượng hơn, nó có cái gì đó nó mạnh mẽ hơn. Tấm này cũng vậy ha, cũng là anh nguồn sáng tầng ngang, tầng chiên ngang. Thường thường bây giờ mà tìm một cái tấm mà kiểu như vậy mà thuần sáng mà mình chụp á, rất là khó tìm, giống như nó có thói quen rồi. À, tấm này anh em thấy sao? Sáng mặt ăn tiền, đúng không? Nhưng mà thấy cái mặt nó sao? Nó bệt. Anh em chụp kể cả người nhà của mình, con cái, anh chị em, cháu chắt của mình cũng vậy. Đánh đèn trực diện, thuần sáng ha, là nó ra bền bệt như vậy đó. Nó giống như nó không có cái... Mặc dù là có ở trong mắt nó có tia sáng vậy, nhưng mà nó là ánh sáng bệt. Đây, một anh bạn đang ngồi online Facebook cầm hũ rượu ha, đó, ánh sáng tầng ngang xin qua. Đây, tấm này cũng vậy ha, ở trên Đà Lạt, người dân tộc, hai mẹ con họ vui lắm, họ rất là tự nhiên. Anh em thấy sao? Ánh sáng phẳng, ánh sáng tạc trực diện ha, nhưng mà qua tấm này ánh sáng tầng ngang, có nghĩa là họ cứ nhúc nha nhúc nhích, họ chuyển động mà, hai mẹ con giỡn mà, thì mình sẽ chụp được tấm này, đúng không? Nhưng mà mình cũng sẽ chụp được tấm như thế này đó. Ánh sáng tạc một bên, xin một bên, nó tạo khối nhiều hơn, đúng không? Nó nổi khối nhiều hơn và nhìn thấy nó có cái gì đó, nó có hồn hơn, ấn tượng hơn. Hai mẹ con rồi, như vậy mình có một cái lưu ý tiếp theo, đó là những giây phút mặt trời mọc và lặn là những thời điểm đặc biệt ha. Sáng sớm người ta đi chụp hình về rồi là 6 giờ 7 giờ á, thì nó còn nằm nó ngủ. Chiều á người ta đi chụp hoàng hôn, người ta chạy xe đến một cái điểm đó chờ mặt trời nó xuống nó chụp, nó ra bờ kè nó ngồi nhậu. Rồi bây giờ lên Facebook nó nói là tại sao mà nó không có ảnh đẹp, sao mà có được. Hai thời điểm đó là người ta gọi hai thời điểm ánh sáng vàng ha, thời điểm đặc biệt cho những người thích chụp hình. Điện thoại cũng vậy thôi, chịu khó dậy sớm đi chụp thử, hoặc là chiều muộn đi chụp thử. Ví dụ như tấm này anh em thấy là thuần sáng đó, có nghĩa là mặt trời nó chiếu vào trong cái núi đó ở Đà Lạt á, Hồ Tuyền Lâm. Cái chỗ này hay lắm, mình lên chạy thẳng lên trên cái chùa Trúc Lâm hả, Thiền viện Trúc Lâm, xong rồi đi vòng ra phía sau á, chỗ mà mấy quán nhậu á, quán thịt rừng á, xong rồi đi xuống luôn. Anh em cứ đi xuống luôn, cái đường rất là khó đi. Hồi trước mình đi, mình tới đó thấy khó đi quá không đi. Anh em vòng cái đường khó đó xuống dưới thì nguyên một cái con đường đó khoảng chừng một cây số. Cứ đi, anh em cứ chạy chút là có góc chụp, chạy chút có góc chụp. Nguyên một cái dải sát bên bờ hồ, người ta đánh cá, người ta làm đủ thứ đó, nhiều lắm. Này hôm trước chụp bằng cái HTC, đây cái U11 này. Thì cái này là thuận sáng đó, có nghĩa là mặt trời nó đã lên rồi và nó chiếu vào trong cái cảnh vật. Thì cái mình muốn nói là cái thời điểm ánh sáng vàng, ánh sáng buổi trưa nó không ra được cái màu như thế này đó. Cho nên mình chạy lên, mấy bạn nói là chạy lên đó 7-8 giờ đâu còn chụp được nữa, chịu khó lên đến đó 4 giờ phải đi đêm. Thì nó sẽ chiếu soi vô từng cái khối vạn vật, cảnh vật, và nó tạo cái khối lên và ánh sáng vàng bình minh ha. Tấm này cũng vậy, tấm này ở Nha Trang ha. Thì tấm, nếu mà tấm khi nãy là thuận sáng ha, mặt trời chiếu trực tiếp vô trong cảnh, thì tấm này là mặt trời nó ngược lại với cái ống kính. Cái này là Lumia 930 ha, chụp cái đây mấy năm đó. Thì cái hiệu ứng của chụp ngược sáng là gì? Nó sẽ bị tối ha, nó kiểu ngược, bị tối đen cái phần bên này. Thường thường thì người ta sẽ đánh đèn, người ta sẽ dùng hắt sáng này kia, nhưng mà đó là chụp chân dung hay gì thôi, chụp cảnh vật cứ chụp vậy, ngược sáng bình minh. Tấm này là chụp bằng cái N1 lâu rồi, ở Dầu Tiếng, là bạn Tài đó, Tài 22 của mối tinh tế, lúc đó chưa cưới thì đi chơi chung mà đó. Anh em chụp ngược sáng nó sẽ tạo ra nhiều cái hiệu ứng ánh sáng vàng buổi sáng ha.
Tấm này cũng tấm này là hoàng hôn ha. Hoàng hôn. Ở hồ Lắc. Hồ gì mà ở chỗ gần Đua Voi đó, voi. Em phụ năm. Tấm này cũng vậy ha, ngược sáng hoàng hôn. Tấm này có mấy bạn hôm vừa rồi, tuần vừa rồi đi với mình ra Phan Rang ha. Đó, là ở chỗ này đây. Nó xách cái bịch men cái nhỏ nhỏ. Và quan trọng là có cờ Tổ quốc ở đó ha. Này. Rồi, như vậy là phần ánh sáng đã xong. Có ai hỏi gì không? Tóm lại cái đi ha. Những lưu ý nè. Khi giơ cái điện thoại lên, hay là máy ảnh cũng vậy thôi, nhưng mà giơ điện thoại lên, điều đầu tiên là xác định nguồn sáng. Tập đi. Nguồn sáng mình đang chụp là nguồn sáng mặt trời. Nó đang nằm ở đâu? Có nghĩa là ánh sáng nó chiếu vô cái vật thể này từ hướng nào? Hướng ngược hay là hướng thuận hay là hướng đằng ngang? Được chưa? Sau khi có được cái xác định được đó rồi, bây giờ giơ điện thoại lên, chủ thể đã xuất hiện trong khung hình, thì bây giờ xử lý nó như thế nào? Cái thứ nhất, chụp nhanh thì làm sao cho nó đủ sáng, hài hòa ánh sáng ha, ánh sáng nó đều cái khung hình, thì tăng EV, giảm EV, hoặc là đo sáng như thế nào đó ha, hoặc là phụ thêm đèn đuốc ánh sáng gì đó cho nó đủ sáng. Đó là cách phổ thông. Cách thứ hai là dùng chính ánh sáng để tạo ra cái ý đồ chủ đạo cho mình, của mình. Cái này thì cần nói thêm với anh em là chụp hình cho chính mình và chụp đúng cái ý của mình ha. Người ta nói ủa sao nó bị đen ở bên này, nhưng mà ý của mình như vậy, chụp đúng ý. Cái này là định hướng để cho các bạn ứng dụng và chụp đúng ý của các bạn, chứ không có chụp cho giống ai hết không. Đó thì cái cách thứ hai là cái cách dùng ánh sáng, xử lý ánh sáng như thế nào đó, thay đổi góc chụp ha, thay đổi vị trí đứng để cho cái ánh sáng chiếu vào vật thể nó đúng cái ý của mình hơn, và chính ánh sáng tạo ra cái ý tưởng chủ đạo cho khung hình đó ha. Vậy thôi. Và một cái nốt nhỏ đó là gì? Cố gắng ném bớt những cái phần mà mình không thích, phần phụ vào trong bóng tối. Đưa cái phần chính, cái mà mình ấn tượng nhất, nhìn vào trong cái khung hình đó, mình thích cái gì nhất, ánh sáng tạt qua, xẹt qua hay như nào đó ha. Ok rồi, xong chưa? Về nhà, cách tập nhanh nhất là anh em có hai cách. Cách thứ nhất, mở tivi lên coi các cái kênh phim kinh điển của Mỹ đó ha, hoặc là tìm phim kinh điển, hoặc là coi mấy kênh HBO Cinemax rồi đó. Tất cả các cái khung hình, một cái cảnh quay á, là một khung hình đẹp, một khung hình đẹp về ánh sáng. Anh em sẽ thấy người ta dùng ánh sáng rất là chuyên nghiệp, và mình xem mình thấy nó đẹp, thấy nó hay. Nhưng bây giờ bắt đầu mình để ý coi cái cảnh quay đó. Mỗi cảnh thường thường nó có 3 giây đến 5 giây thôi. Anh em để ý đi, phim người ta có 3 giây đến 5 giây một cảnh, thì đó chính là một khung hình đẹp. Và anh em sẽ phân tích ánh sáng nó từ đâu tới. Cứ nhìn một khung, có thể là 10 khung nhưng mà mình chỉ coi được 2 khung thôi, đúng không? Cái khung đó ánh sáng từ đâu tới, nguồn sáng nó là nguồn sáng nào, và thậm chí là 2-3 nguồn sáng, không? Và người ta xử lý ánh sáng đó như thế nào. Thì coi phim, chịu khó coi phim và ngồi học về ánh sáng. Cách thứ hai là lôi cái gì đó ra và bật đèn lên, thay đổi. Thay đổi cái vị trí đèn đó, giống như mặt trời vậy đó. Nó sẽ ra nhiều tấm ảnh. Đặt một cái vật thể gì đó, xong rồi lấy cái đèn xoay xung quanh. Anh em chụp 10 tấm với 10 vị trí ánh sáng đó, anh em sẽ thấy nó khác. Tập bằng hai cách đó nha. Ok. Rồi, phần ánh sáng có ai thắc mắc gì không? Dạ, cho em hỏi anh Tuấn là có những cái khoảnh khắc mà cái ánh sáng nó tạt ngang với lại nó nhờ cái tấm ảnh mà tấm chó hồi nãy á, những cái khuôn mặt nó sáng ở cái góc đó, hoặc là ảnh cái người đàn ông gặt lúa như vậy, thì mình phải từ nhiều tấm ảnh để chọn để có được tấm ảnh đó, hay là do cái kinh nghiệm của anh là chụp được cái khoảnh khắc đó, hay là mình phải tập rất là nhiều lần? Thường thường những cái tấm như thế, nếu chụp trượt, chụp không được, sẽ không bao giờ lặp lại. Bạn đó không có thể xuống dưới đó rồi vác con chó lên lại cho em chụp lần nữa. Thì cái này có thể chia sẻ thêm chút đi ha. Có nghĩa là mình phải tập chụp về ánh sáng, học về ánh sáng bằng cách mình tự học. Còn cái mà mình đã chia sẻ rồi á ha, về chịu khó coi phim,
rất là hiệu quả, hay là trên cine, trên Netflix đó, có rất là nhiều cái phim kinh điển á, ánh sáng của họ chăm chút từng chút từng chút. Ví dụ như là đặt cái đèn đó lên cái cô gái đang nói chuyện đối thoại đó, họ còn tính là cái cô đó xoay qua bên này có bóng đổ bên này hay không, cái bóng đổ hình con bướm á, butterfly á đó, người ta còn tính đến cái đó. Thì tại sao mình không học chụp lại hoặc là dừng nó lại để học? Em ngồi xuống đi em. Sau khi mình học về ánh sáng, mình phải tự tập thôi, phải tập chụp thôi. Tập chụp bằng cách là mình tập chụp tĩnh vật trước. Tĩnh vật á, bắt một đứa bạn ra ngồi đó, lấy đèn xoay 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 chụp 10 tấm, ánh sáng ngược nó ra mặt mày tối thui này, ánh sáng xin nó dày này dày này, coi. Chính ra là hôm nay có thực tập đèn nhưng mà nó bị trục trặc chút, để cho anh em chụp rồi đưa lên á. Thì sau khi mình chụp nhiều như vậy á, tự nhiên mình có một cái người ta gọi là nhạy cảm về ánh sáng. Anh em đi trên đường á, tí nữa từ tinh tế về nhà á, đi trên đường nhìn qua nhìn lại anh xem, anh em sẽ thấy ánh sáng bên này khác, ánh sáng bên này khác. Thấy cái bà đạp xe đạp ánh sáng hay quá, thấy cái người đi bộ ánh sáng hay quá, đến cái cầu nhìn bờ sông ánh sáng đều quá. Tức là mình phải tập như vậy để anh chi có cái nhạy cảm tự nhiên về ánh sáng. Ví dụ như mình đi chụp giờ hỏi chụp sao, tự nhiên nó thành cái tự nhiên rồi. Xuống cái đó không thể nào mà đứng đó chụp được, phải đi tìm, đi qua bên kia. Đó, đại khái như vậy á. Thì tương tự như em nói ông nắm chó, thật ra là cái vệt sáng mà nó xẹt xuống á, là nó sáng cả cái đường cát ở dưới á, sáng xuống cái chỗ mà sóng đánh kìa. Mình quan sát nhìn thấy cái vệt đó rồi thì tính sao mà ông đó sẽ đi ngang cái chỗ nào đó. Rồi tính thôi. Có khi đâu chụp được đâu, ông đâu có đi cái chỗ đó, ông đi vòng qua bên kia đó. Nhưng mà sẽ có người khác đi, nếu không chụp cái ông tắm chó thì thế nào cũng có đứa đi ngang đó. À, có đứa sẽ đi ngang đó. Ở trên cái đang triển lãm ảnh chụp bằng điện thoại ở bên thư viện đó ha, thư viện khoa học á. Thì có một cái tấm của mình là người ta tắm biển, mấy đứa nhỏ nó tắm biển đó, tự nhiên có một cái vùng nó sáng, có mấy đứa nhỏ nó nổi bật lên. Nổi bật lên vùng sáng thì cái đó em phải quan sát thôi. Em không đi tìm ánh sáng thì làm sao mà lưu được cái khúc đó được. Còn em bắt người ta đi qua lại thì cái đó không phải là cái cách mình lưu giữ khoảnh khắc bằng chính ánh sáng tạo ra cái ý tưởng chủ đạo cho mình. Đó. Người ta có thể trả tiền cho nó đi lên đi xuống đó hả? Nhưng mà đó không phải là cách. Bởi vì lúc đó cái mặt nó không phải như vậy nữa, cái mặt nó sẽ khác. Tại lúc đó cái mặt có tiền rồi. Đi tướng cũng khác nữa ha, không có tiền đi khác. Rồi, được không? Tập mấy cái lưu ý này là đã tóm gọn hết sức rồi. Và nhớ, xong rồi về tập thôi. Tập chụp, rồi chịu khó quan sát. Ví dụ như vô quán cà phê thấy bên kia tối thui kìa, ông Cô Hiệp ông trồng rau. Thay vì trồng rau trên sân thượng, ông trồng rau nguyên bờ vách kìa. Nó tạo ra một cái gì đó, nó tối đi. Tạo tối đi, rồi những cái chỗ khác nó sáng lên, nó tạo tương phản. À, mình quan sát cái tự nhiên nó thành quen. Rồi giờ chụp cái gì nó như thế nào, vùng tối vùng sáng sao, chừng một ngày thôi là nó quen à. Chưa kể cái này là có hai nguồn sáng. Ví dụ như là bây giờ mình đang đứng ở đây, anh em thấy bên này nó hơi tối phải không? Cái kêu mình cầm cái cuốn sách để đọc đi ha. Tự nhiên cái sách nó hắt lên, hắt lên. Như vậy là hai nguồn. Thật ra một nguồn sáng nhưng mà nó là nguồn sáng phụ nữa, đúng không? Nó hắt lên bên này cho đủ sáng. Nếu mà không muốn cái con bé nhà mình nó tối bên này, nè con cầm cuốn sách đi con. Cầm cuốn sách cái tự nhiên nó sáng lên, nhưng mà tóc vẫn lên ven. Giờ ánh sáng ngược nó mới lên ven được. Giúp cô gái, để lên ven thì phải ngược ngược hoặc xin xin nó mới lên ven được, đúng không? Thì chịu khó nó cầm điện thoại hay iPad bật sáng lên, hay là cầm cái gì đó ha. Còn không mình phải dùng hắt sáng thôi. Hoặc là thôi đứng xích qua chút xíu cho gần cái bờ vách. Bờ vách á, bờ vách tường á, nó cũng là một cái tấm hắt sáng. Nó nhiều cách như vậy thì đây là nguyên tắc thôi. Anh em ứng dụng vào nó có thể dùng nhiều nguồn sáng. Nguồn sáng chính ha, và có nguồn sáng phụ. À, cái đó linh hoạt ha. Ừ. Hay là người ta ngồi trong cái bếp lửa thì sao? Ánh sáng cửa, ánh sáng mặt trời một phần, còn ánh sáng lửa nữa nó phụ vào. Được chưa? Và phải tập thôi, cứ chụp nhiều lên. Hôm nay chỉ tập về ánh sáng thôi, ở đâu có ánh sáng chụp. Không tập gì chụp gì hết.
giống như là mình nói với các bạn là một tuần 7 ngày, nếu đi chụp hình mỗi ngày nửa tiếng, hôm nay đi chụp cái gì thấy cái gì màu đỏ chụp, ngày mai thấy gì màu xanh chụp, không chụp cái gì khác, hôm nay thấy gì màu đỏ là chụp. Thì ngay khi chụp cái gì màu đỏ đó là mình chỉ chú ý đến cái màu đỏ thôi, mình làm cho cái màu đỏ nó nổi bật trên khung hình. Là anh em một tuần thôi, anh em sẽ có bố cục khác, anh em chụp cái khung hình nó sẽ khác, đảm bảo. Ngày mai cứ cái gì mà có người đi, người đang di chuyển là chụp, để tập chụp cái di chuyển đó. Còn nó đứng im không chụp, tập mà, đang tập mà. Vậy thì ánh sáng cũng vậy, ở đâu mà thấy sẹt sẹt dừng lại, chạy vô chụp, nhớ khóa xe. Tập thôi, phải tập. Anh em một năm gom lại được bao nhiêu cái hình mà mình ưng ý về ánh sáng, trong khi đó bỏ ra một tuần tập chụp về ánh sáng thôi. Sáng chịu khó ra chỗ nào thấy ánh sáng nó sẹt 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 sẹt, người ta dọn hàng á, chụp. Chỗ nào mà ánh sáng đều không chụp, ví dụ vậy. Cái gì mà không ánh sáng đều không chụp là không chụp, đi tìm chỗ khác. Đó, cứ nói là mình muốn có phong cách riêng, có ánh sáng sẹt sẹt riêng, cái gì đó là riêng riêng, nhưng mà lúc nào cũng chụp giống người ta, gọi là hội những người chụp ảnh giống nhau á. Rồi, tập nha, tập đi, xong rồi hôm nào chúng ta sẽ đi chơi chung với nhau tập chụp. Về cái canh khung này đó, nói trước, hôm nay các bạn lên cho mình một cái lịch chụp cái gì màu đỏ, ngày mai chụp cái gì màu xanh, hoặc là chụp cái này nữa nè, chụp đôi giày, cứ ra đường thấy thằng nào có đôi giày cúi xuống chụp, chụp đôi giày thôi. Không tập chụp á, đừng có bao giờ nghĩ là mình sẽ chụp được cái bước chân người ta đi. Đó, anh em sẽ thấy có những cái bức hình mình chụp bước chân người ta đi ha, rất điệu nghệ. Thì cũng phải tập thôi em ha, phải tập nha. Riêng về ánh sáng, tập sao cho mình có cái nhạy cảm về ánh sáng, nhạy cảm về ánh sáng, nhạy cảm về ánh sáng. Tự nhiên có cái thói quen đang đi tự nhiên thấy cái đó thắng xe lại như người khùng vậy đó, chạy vô chụp nó, nhạy cảm về ánh sáng. Ủa sao tối thui đó, ví dụ như cái này chụp không thấy gì hết ha, tối thui. Đây canh khung kinh điển ha, từ thuở ngàn xưa cha ông đã tạo ra bốn cái điểm gọi là điểm mạnh, bốn điểm mạnh. Điểm thứ nhất, cứ cái người ta dạy nha, chứ mình cũng dạy, bây giờ mình rút lại rồi không dạy nữa, là cái gì mà mình muốn nó nổi bật thì đặt nó vô cái điểm đó, được chưa? Người ta gọi là điểm mạnh á, tỷ lệ 1/3, rồi là đường cắt vàng, rồi tỷ lệ vàng, họ cứ cái gì cũng vàng hết đó ha, khẩu độ vàng, thời điểm vàng, ánh sáng vàng, đây là bố cục vàng, người ta dạy vậy đó. Điểm thứ nhất. À, cho nên cô gái sao, cô gái mà đứng ở sao đặt cái đầu vô đó, đó là kinh điển ha. Điểm thứ hai đó. Điểm thứ ba, điểm thứ tư, người ta dạy là bốn điểm này là bốn điểm mạnh, chủ thể hay là chủ đề chính đặt vô trong một trong bốn điểm đó. Hồi xưa đến giờ mình vẫn học như vậy đúng không? Trong hội họa ảnh hưởng qua nhiếp ảnh nó là như vậy. Ví dụ như tấm này có vô điểm mạnh không? Vô, chính xác luôn. Còn nó không vô sao, về róp róp lại cho nó vô. Đi thi nó mới được người ta chấm điểm. Mà có những cái hội thi là chủ thể phải vô điểm mạnh, không vô điểm mạnh là loại vòng đầu. Có những cái hội thi như vậy đó. Đó, rồi cái thằng khác nó chụp cái, nó đứng gần mình, nó chụp cái tấm này mà cũng vô điểm mạnh thì về sao? Về một thằng úp Facebook chứ không lẽ hai thằng chụp giống nhau mà, vô điểm mạnh. Đây, ví dụ như cái cảnh này ở cái cầu xóa nợ vừa rồi mà dẫn anh em đi đó, cầu xóa nợ đó, có nghĩa là ai mà nợ nần nhiều quá ra đó ôm cục đá nhảy xuống cầu đó. Thì anh em thấy bốn điểm không? Thích cái nào? Em thích cái nào? 1, 2, 3, 4 thích cái nào? Cái nào cũng như em thấy, đúng không? Nếu mà đặt nó vô bốn điểm mạnh đó, bốn điểm cũng là hai người đó thôi. Đặt vô bốn điểm mạnh. Thì lưu ý thứ nhất, hôm nay không có dạy về cái đó, cái đó chúng ta sẽ bỏ qua, là các cái điểm mạnh, rồi bố cục vàng, rồi đường dẫn, rồi đường chéo gì đó. Mình có 12 bài trên kinh tế về cái vụ này, nào là đường dẫn, đường chéo gì các thứ loại đó, lên kinh tế đọc. Anh em sẽ, nếu mà anh em đọc hết 12 cái bài này, anh em sẽ bị tẩu hóa nhập ma về bố cục.
Cho nên hôm nay không dạy cái đó nữa, mà nếu mà anh em lỡ đọc rồi cũng cố gắng quên đi ha. Lưu ý thứ nhất, quy tắc về bố cục là mấy cái vàng vàng đó đó, chỉ là chiếc xe tập đi. Chiếc xe tập đi thường nó có 4 bánh lận ha, 2 cái bánh xe đạp rồi còn thêm 2 cái bánh nhỏ nhỏ hai bên để chi không bị ngã. Không bị ngã, dành cho trẻ nhỏ thôi. Vậy thì cái người mà mới tập đi á, là phải đi cái xe đó để chi không bị ngã trời da. Cái người mà mới học chụp, mới vô máy lần đầu á, muốn cho cái khung hình của mình nó không bị nghiêng xẹo hay là nó không có hài hòa về bố cục á, thì tập chụp đưa cái chủ thể vô 4 cái điểm đó. Ví dụ như chụp cái nón, ví dụ như chụp cái ông xe ôm đội cái nón như thế này ha, đang đứng như thế này. Nếu mà lần đầu chụp thì sao, cứ đưa ổng vô một trong 4 điểm đó để làm chi, cho nó không có bị trật, cho cái khung hình của mình người ta nhìn, người ta còn nhìn chứ không thôi người ta kêu là nó bị méo, bị xẹo hay gì đấy ha. Như vậy là ở đây ai cũng có, ai chưa bao giờ chụp tấm hình nào không, có không? Không qua hết. Có nghĩa là chúng ta đã qua cái giai đoạn tập rồi, bỏ qua các cái quy tắc đó đi. Quy tắc đó dành cho mấy bạn hôm nay không đi ha, là nó chưa bao giờ chụp hình đó. Nhớ nha, nhớ ha. Như vậy là người ta nói với các bạn về bố cục, nguyên tắc vàng các thứ xong, 12 bài lần mà công phu lắm á, bắt đầu người ta mới nói đến phá bố cục. Thật ra không có phá bố cục, không có phá bố cục. Mà nếu một đứa trẻ không có tập cái quy tắc đó thì sẽ không bao giờ đi được cái xe tay côn hết, đúng không? Bóp côn rồi nhả ga vô số hài hòa ha, 3 động tác một lần. Tại sao mà dơ khung hình lên cái là mình biết là dù cho nhanh cỡ nào ha, bà đó bà đi rất là nhanh, bà bán vé số đó, hoặc là nó đã vô trong cái bố cục liền của mình, thì lúc đó cái tất cả những cái bố cục mà nguyên tắc này nó đã vào trong cái tiềm thức rồi. Và lúc đó chúng ta sáng tạo, sáng tác theo một cái phản xạ nào đó mà nó thuộc vào cảm xúc, bố cục theo cảm xúc à. Cho nên đứa trẻ cũng phải chạy cái xe đó đã, rồi nó mới leo xe máy nó đua được chứ đó. Nhưng mà xong cái đó thì nên bỏ cái xe đó vô lên cái gầm thượng hay là vô nhà kho để bắt đầu đi xe máy ha. Cho nên nó là chỉ là bước mình phải vượt qua cái đó, chứ không phải là ăn xong cái ngồi phân tích về cái đó, cãi nhau về cái đó là cái bức hình này nó không đúng bố cục đó. Đây ví dụ này, bố cục nào nếu mà tỷ lệ 1/3, nhưng mà nhìn vô mấy bạn trai thấy không, thế cái này là lấy nét bị trật chụp là chụp cái cô gái kia kìa, mà cái máy nó khung nó rộng quá mà nó không có vô cái điểm mạnh đó. Quan trọng là không vô điểm mạnh đó mà vẫn thấy mạnh ha. Đó. Này ở Văn Miếu, ví dụ tấm này điểm mạnh ở đâu, có 2 điểm mạnh lận đó ha. Đó, nó không có vô cái điểm mạnh của bố cục nhưng mà nhìn vẫn thấy mạnh mẽ ha. Tấm này cũng vậy ha. Đó, vậy thì lúc đó cảm xúc ha, nó xuất hiện khi sắp xếp bố cục chứ không còn là đó. Cái này thì ở trong cái đường hẻm rêu rêu á ha, rêu rêu ở Hội An, đi chụp ké người ta thôi, đứng nép nép trên cánh cửa chụp xuống. Rồi, như vậy lưu ý thứ hai là gì? Anh em lưu ý thứ hai ha, chọn lọc, nhớ 2 chữ thôi, cái này viết nhiều quá. Chọn lọc, chụp ảnh là chọn lọc. Bây giờ giơ cái máy lên, nó có nhiều thứ xuất hiện trong khung không? Nhiều, đúng không? Cái mà mình muốn nói đây là chọn lọc, chọn lọc. Cái mà nó không thích nó loại ra khỏi khung hình luôn, là nó không có chụp mình, nó chụp con bé kia. Mình phải chọn, đúng không? Vậy thì khi mà dơ cái máy lên, có rất là nhiều thứ nó sẽ xuất hiện trong khung. Bây giờ các bạn sẽ phải chọn cái gì xuất hiện và cái gì không. Là khi mình làm cái sự chọn lựa đó, là chính lúc đó là mình đang bố cục khung hình. Được chưa? Rất đơn giản ha. Mình bỏ qua mấy cái điểm mạnh, điểm yếu gì đi. Mình chỉ dơ lên và mình nói là tao chụp cái này và cái này nó xuất hiện trong khung hình, cái kia không cần nó, hoặc là nó làm cho cái khung hình không còn đúng cái ý nữa, cho nó qua, bỏ nó ra ngoài. Bỏ ra bằng cách nào? Em dơ lại cái hình anh chưa, em chụp anh coi. Đó,
thì bạn ấy chụp mình với lại rất là nhiều thứ, nhiều thứ phức tạp. Nếu mà nhiều thứ đó nó không đúng ý bạn đó muốn thì bạn đó phải làm sao? Bước lại gần hơn để loại nó đi, hoặc là zoom nó ra để loại nó đi. Như vậy bố cục khung hình là sự chọn lựa của chính người chụp. Em chụp như thế nào là do sự chọn lựa trong đầu em, bạn kia chụp như thế nào là sự chọn lựa của bạn đó, được không? Chứ không còn là bố cục mạnh, bố cục yếu, điểm mạnh, điểm yếu ở đây nữa. Mình đã qua khỏi cái đó rồi. Khi mình canh một cái khung là mình muốn chụp cái gì ha, chụp cái gì, và cái đó nó xuất hiện trong khung thôi. Như vậy đó, hai chữ chọn lọc nha, nhớ nha. Chứ đừng có dơ bức hình lên, ủa cái này em chụp gì vậy? Em chụp con ong. Trả lời rất dứt khoát, em chụp con ong. Xong rồi đầu mình phải đi tìm con ong. Đi tìm ong là nó chụp nguyên một cái bụi hoa to thì là to, xong rồi có con ong đậu ở trong cái hoa nhỏ nhỏ ở trong đó. Mà cái điện thoại chụp làm sao mà banh nó ra mà nhìn thấy rõ con ong được. Nhưng mà lúc nhìn thấy trong thực tế, nó nhìn thấy con ong đang đậu trên cái hoa và nó thích chụp. Tại sao nó không chụp sát để nó loại bớt mấy cái đi đó, mà nó đứng chụp nguyên một cái bụi hoa to và em chụp con ong. Tìm ra cái gì khiến bạn chú ý nhất. Con ong khiến nó chú ý nhất, đúng không? Không, nó ngồi đằng trước nhưng mà nó chú ý cái đằng sau á. Đó, ví dụ như cái này, khi mình đi ngang qua mấy anh mà vẽ chân dung 150.000 á, bây giờ như giảm giá rồi sao, mấy ông họa sĩ giờ nhiều quá rồi ở ngoài đường á, thì cái mà bạn chú ý nhất là cái gì? Cái mà bạn chú ý nhất là cái mặt đẹp trai của anh họa sĩ, hay là mặt dễ thương của cái cô bé sinh viên, hay là cái cô người mẫu đó đẹp, nó tạo cảm tình, hay là cậu bé nhỏ nhỏ đang ngồi làm mẫu đó, hay là cái chính cái khung hình mà người ta đang vẽ. Như vậy tùy theo bạn thôi. Bạn thấy ở Văn Thánh ha, khu du lịch Văn Thánh cuối tuần người ta vẽ nhiều lắm. Thì cái gì mà làm cho mình chú ý nhất, chứ không phải là cái thằng kia. Thằng kia nó có cái sở thích khác. Còn mình ví dụ như mình thấy, ví dụ như là cái khung hình là cái mà mình thích nhất, mình chú ý nhất, nó gây ấn tượng cho mình nhất, thì mình sẽ làm cho nó nổi bật lên, đúng không? Còn các cái thứ khác bằng cách nào? Một là mình sẽ bước lại gần hơn, gần nhất có thể ha, và loại bớt những cái rô ri xung quanh, là những cái người mà đang đứng xung quanh coi đó. Nếu mình không thích họ thì mình tiến gần hơn. Hai là gì? Dùng chính ánh sáng ném các cái đó vào bóng tối. Bằng cách gì? Đo sáng vào chính cái mà mình muốn lấy nó, muốn nó nổi bật, tăng giảm EV cho theo đúng ý, rồi lúc đó bấm chụp. Thấy cái mặt nhỏ nhỏ của cô làm mẫu đầu xa không? Đằng sau đó. Cái này màn chiếu nó... Thấy cái anh họa sĩ mờ mờ bên này nữa này, mà cái này nó không lên được. Đó. Bên này á còn có một số cái hình mà vẽ rồi á, đó. Họ đang ngắm nhìn ha. Ví dụ vậy, hay là cái tấm này những ngày đi thi á ha, học sinh mới đi thi đó. Hãy chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tương lai tuyệt vời của bạn. Đó. Bác đó ngồi gật ok. Ừ. Thì cái này sao? Là một cái loại mà đi ngang qua chụp liền ha. Còn nếu mà xin người ta đứng lên, bác cho con chụp tấm hình. Chụp làm gì, đăng báo hả, Facebook hả? Là hết chụp. Lúc đó chụp được ngón tay. Thì cái mà mình ấn tượng nhất là gì? Nếu mà các bạn đi ngang qua, vừa thấy một cái người đó, vừa thấy cái gì? Một cái thông điệp nào đó, một cái gì nó xuất hiện trong đó. Chụp cái bác này được không? Chụp một mình bác được không? Được. Nhưng mà chụp bác đó để nói cái gì? Nói đến cảnh nghèo à? Không? Vậy thì mình lấy cái gì? Có nghĩa là chọn lựa cái gì xuất hiện trong khung là do bạn thôi. Bạn muốn lấy thêm rộng hơn để có cái bối cảnh, hay là bạn muốn bỏ hết đi để lấy đặc tả vô cái đó thôi. À, cái tấm hồi nãy là đặc tả vô cái tay đang vẽ thôi, coi thử nó giống với người mẫu không, hay là lấy rộng ra để có bối cảnh rộng hơn. À, rồi ví dụ như tấm này ha, đi ngang qua người ta bán thời trang gì đó ha, làm đẹp gì đó, có một cái cô đang ngồi. Là chụp phải nhanh ha, đừng đi ngang qua là phải cầm ở dưới này bấm chụp liền ha. Hên xui nữa, nhiều khi cũng phải quen chứ không thôi nó trật. Thì cái mà bạn chú ý là gì?
nhiều khi cái mà bạn chú ý là một cái vật thể, một cái chủ đề nào đó, một cái con người nào đó, và thậm chí có thể đó là một ý nào đó, một cái ý nào trong đầu. Khi nhìn vô đó tự nhiên cái ý đó xuất hiện, và cái ý đó nó làm cho mình thích, ấn tượng, chú ý. Đó, sự tương phản, một cái sự tương phản nào đó trong cái khung hình. Giống như cái tấm hồi nãy, một sự tương phản trong khung hình ha. Một cái anh chàng đẹp trai đang nói về vấn đề tương lai sáng lạn ha. Ở một cái trường đang quảng cáo với lại một cái người cũng tương lai cũng không được sáng lạn lắm ha. Đó, cái này cũng có một cái tương phản, nó là cái mà mình chú ý, làm cho mình chú ý khi mình nhìn thấy nó. Cái này cũng vậy, em gái áo cũng vậy thôi. Tập quan sát tất cả những cái mà mình ghi hình vào trong cái máy của mình, cái gì là mình cũng phải tập quan sát thôi. Cứ đi không có nhìn, không có tập trung vô một cái gì hết, không có chú ý một cái gì hết thì không bao giờ thấy cái gì hết. Mình nhìn nhưng mình không thấy, nhìn thôi không thấy ha. Đó, thì cái mà mình thấy được đó chính là cái mà mình ấn tượng nhất, chú ý nhất. Cái đó có thể là ánh sáng, có thể vật thể, có thể một cái gì đó hay, và có thể là một ý tưởng nào đó làm cho mình chú ý nó. Phải tập thôi. Ví dụ như cái này, anh em mình đi ngang qua, thì nhìn thấy gì? Thấy một nhân vật nổi tiếng ha. Nhưng mà quan trọng là thấy cái gì trên cái áo đó. See what other can see là gì? Thấy cái mà người khác không thấy. Thấy cái mà người khác không thấy đó. Mà ai đang nhìn, ai đang đọc cái dòng đó? Đó, có một nhân vật đang đọc. Và quan trọng là cái cửa, cái cửa trên đó nó ghi là gì? Có chữ Nam á ha, Washington DC gì đấy ha. Đó, thì cái mà người khác không thấy thì mình phải tập thôi, để mình phải thấy nó. Còn không mình chỉ nhìn và mình phớt qua, mình, anh em mình đang bỏ qua rất là nhiều khung hình mà chính ra mình đã chụp được nó, mà tại vì do mình không chú ý và mình không chịu quan sát. Rồi, sau cái phần ánh sáng có một bài tập ha. Đến cái phần này, cố gắng tập quan sát bằng cách mỗi ngày chụp một cái gì đó có màu. Có màu. Hay là cái gì có hình vuông chụp, cái gì có hình tròn chụp, chẳng hạn vậy. Cái gì mà ai mà mặc áo caro là chụp hình, ví dụ vậy. Rồi, bây giờ chụp như thế nào? Sau khi mà mình đã chọn rồi ha, chọn lựa rồi, bây giờ bắt đầu xoay. Chụp ngang hay là chụp dọc, hay là chụp khổ vuông ha, khổ vuông hay là khổ 16:9 hay là khổ gì đấy. Rồi loại các cái thứ không thích bằng cách nào nữa? Sau khi xoay vẫn không được, di chuyển lên, di chuyển xuống, cao thấp, phải không? Rồi đưa qua trái, đưa qua phải, tiến lại gần hay là lùi ra xa. Thật ra cái mà cái ống kính của điện thoại nó cố định rồi, mình đâu có zoom được đâu. Thì mình chịu khó tiến lại gần. Cứ đứng đó chụp, cứ đứng đó thôi. Sợ thậm chí là chụp lưu niệm cho gia đình của mình thôi. Mà đứng chụp như thế này, mà bên này có cái thằng hàng xóm nó cứ đứng nó ngó, mà cứ để chụp để có nó trong đó. Nếu mà không có cái ý tứ đó, bỏ thằng đó đi thì mình chịu khó bước một bước. Chụp hình nó là phải vậy ha, bước tới, bước lui, bước qua, bước lại, tiến gần, lùi xa. Ví dụ như cái nhà thờ Đức Bà, anh em search trên Google sẽ có 1 tỷ cái hình chụp nhà thờ Đức Bà. Chụp nhà thờ Đức Bà nhiều lắm. Chụp từ trên cao cũng có. Có mấy bạn đứng trên cái nhà gì không nhớ nữa. Đó, chụp xuống ha, có bạn thì đứng dưới chụp lên, đứng từ bên bưu điện chụp lại, bên nhà sách nhà Đức Mẹ Hòa Bình gì đó chụp qua. Đây cũng là một góc cao. Anh em thấy cái bóng nó đổ một nửa qua bên này, còn nửa bên kia thôi. Giống như giờ cái đời sống thiêng liêng, đời sống mà nó nằm trong vùng tối của cái bề nổi của thành phố á, nó giống như nó bị tách hẳn ra, bị cắt đôi ra. Người ta sống với nhau á, sống hàng ngày á, bề nổi á, nó là một kiểu, nhưng mà bên trong cái tâm hồn á lại là những cái xáo trộn, những cái khắc khoải, những cái ưu tư khác. Hai cái nó giống như kiểu đối lập nhau á. Đó, dù mình cắt chủ thể bằng cách bố cục, loại bớt cái bên kia ha. Bên kia có cái chữ Diamond rất là xấu, tòa nhà Diamond á, bỏ nó đi.
nhưng mà phải lấy cho đủ cái nhà thờ chẳng hạn vậy. Chẳng hạn như thế này, lùi lại một bước nè, lùi lại một bước để nó qua cái khe cửa. Rồi ví dụ như tấm này các bạn thấy là mình chụp góc cao ha, cái này U11 đó, sương mù mịt ha, chụp cao đó. Nhưng mà tấm này thì ngồi xuống, chỉ có ngồi xuống thôi. Ngồi xuống thì mấy cái cây cỏ đó, các bạn thấy mấy cái cây cỏ ở dưới thấp á ha, nó vậy đó. Nhưng mà khi mình ngồi xuống mình sẽ thấy những hạt sương. Nếu mà mình không ngồi xuống nhìn sát nó, mình sẽ không thấy nó. Có những cái mình phải tiến lại gần sát nó, có những cái có thể mình không cần tiến sát, nhưng có những cái mình phải dơ lên cao mới thấy, có những cái mình phải hạ thấp máy mới thấy. Thì điện thoại cũng vậy, anh em chụp bất cứ một cái gì. Bài tập thứ hai, sau khi chụp ánh sáng rồi thì mình sẽ chụp góc thấp, chụp ngược lên, chụp trên, chụp xuống ha, cái vật thể mà mình để trên bàn đó, về tập chụp. Rồi ví dụ như cái này, nếu mà hôm đó mình đứng mình chụp như thế này thôi thì là một con người đi ngang qua, đúng không? Một cái bạn đi ngang qua, vẫn mình vẫn hay chụp như vậy mà. Nhưng mà mình để sát cái điện thoại dưới mặt đất á, chụp ngược lên, mình chờ chờ có ai đó đi ngang qua thì nó ra cái bố cục hình tam giác ha. Cái này là từ trên xuống để chi thấy rõ được các cái vòng đó. Cái này mà chụp dưới lên thì thấy sẽ thấy khác, thấy cái trần nhà đó. Rồi cái lưu ý tiếp theo, góc nhìn tốt nhất là góc mà các bạn chịu khó dịch qua một bước, dịch lại một bước, tới một bước, lùi một bước ha. Bây giờ đi chụp hình các bạn cứ đứng yên chỗ, đứng yên chỗ thôi. Giống như hôm trước có một bạn đứng giơ cái máy ngay cầu á, cầu xóa nợ nãy đó, chờ cái xuồng nó chèo qua, nó chạy qua, cái đến khi nó chạy gần tới rồi các bạn canh khung để sẵn luôn rồi đó. Nhưng mà đến khi nó lọt vô khung á, cái ghe nó chạy tới nó lọt vô khung hình rồi á, bấm chụp cái máy nó lấy nét lại. Cuối cùng sao? Ghe nằm ở ngoài khung rồi, nó chạy đằng sau này rồi. Ủa em chụp gì vậy? Chụp cái ghe, mà ghe đâu? Nó chạy xuống dưới. Lúc đó còn một vệt nước thôi, tại vì mình không có dịch chuyển máy ha, mình không có dịch chuyển máy, hoặc là mình không có thay đổi cái góc chụp. Góc nhìn tốt nhất đôi khi chỉ là một sự dịch chuyển nhỏ nhỏ bằng mấy cái bước chân của mình thôi. Người ta hay nói là zoom bằng chân á ha, nói không, máy của em không có zoom được, zoom bằng chân đi, tới lui đi. Góc ngang là góc tự nhiên, thường thường các bạn chụp ra mới hồi nãy đó, dơ lên chụp là cứ dơ lên ngang thôi. Góc ngang là góc tự nhiên theo con mắt của mình nhìn, mà ngày nào mình cũng nhìn ngang như vậy hết, cho nên khi nhìn cái khung hình cũng mà khung hình chụp ngang thì nó ít tạo cho người ta ấn tượng hơn, lạ hơn hay độc đáo hơn. Thì thay đổi góc ha, mình sẽ chụp góc cao xuống để nhìn thấy được cái gì đó bên dưới, hoặc là ở dưới lên ha. Cái này là cũng hơi ngang, hơi thấp một chút thôi chứ chưa thấp lắm ha. Cái này thấp hơn nè, đó, thấp hơn thì nó tạo cái ấn tượng nhiều hơn ha, in cái người đó vô trong hẳn cái nền trời đó. Cái này thì núi nó chiếm nữa, cái này thì in hẳn cái người đó lên cái nền trời luôn đó. Tạo cái mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn. Tấm này cũng vậy ha, kể cả khi họ bước đi, thậm chí là phải lom khom sát ở dưới để chụp lên vậy đó. Góc thấp, tấm này sao? Góc thấp ha, góc sát mặt nước ha, sát mặt nước mà còn phải làm thêm cái gì nữa, lấy cái chân đó lùa cái nước cái cho nó tạo cho nó tạo sóng. Cái này là đó, lùa cái đầu gối vô cái chân, vô cái nước á, vô để cho nó tạo sóng sóng ra, thì chụp sát mặt nước ha, để thấy cái ghe nó nằm ngay cái đường chân trời. Còn không các bạn dơ dài thì sẽ thấy cái ghe nó nằm ở dưới ha. Cái này góc thấp ha. Và một đá học sinh đi xe đạp chạy ngang qua ở Quy Nhơn đó, mình phải chạy nhanh thì nhanh, đi xe máy mà, thắng lại đứng chờ tụi nó ha, thì chụp từ dưới lên. Tại vì nếu mà chụp ngang thì sao, sẽ thấy nhà cửa dây điện rất nhiều. Chụp thấp hắt lên, nếu mà mấy cô này mà mặc váy thì phải chụp góc cao xuống này. Đây góc thấp ha, ở chợ ở miền Tây đó, họ bán cái gì thì họ treo đó, nó họ mà treo cái gì á là họ bán cái đó à. Góc thấp để nó in lên trên nền trời, nó rõ cái mà mình muốn chụp. Nhưng mà sau đó thì sao, leo lên cái gian hàng đó luôn, xin người ta đứng vô trong đó để chụp xuống cái sông ha, dưới cái sông thì sẽ thấy những cái đồ mà người ta treo toàn tan đó và cái cảnh phía dưới.
Rồi như vậy thì khi mình chụp cái đó ha, ví dụ như ngày mai đi, anh em cố gắng chụp cái gì mà hình vuông chẳng hạn, cái gì vuông là chụp thôi, thì chịu khó chụp 3 tấm, góc thấp, góc cao, góc ngang, hoặc là góc xiên qua bên này, góc xiên qua bên kia. Như vậy một cái thôi anh em chụp ít nhất 6 tấm đến 8 tấm để mình về mình coi thử nó khác nhau như thế nào. Tập một lần thôi, chịu khó đi. Rồi bây giờ dùng ánh sáng để tạo bố cục. Ví dụ như tấm này chụp bằng cái S6 là mặt trời á, nó nằm qua mấy ngọn cây như thế này nè, nhưng mà nó soi vô trong cái vũng nước mà mưa đó. Thì có hai bạn trẻ đi ngang qua, thì dùng chính ánh sáng để tạo cái khung hình, cái bố cục cho mình ha, soi bóng, đổ bóng hay là gì đấy. Tấm này cũng vậy, thật ra nhìn vô cái tấm này là cái siêu thị, không phải cái chung cư gì ngay Trần Quang Khải đó, các bạn lên đó chụp hình. Cái này bằng S6 chiều lại ha, thì người ta bắt đầu bật đèn á, trễ quá thì điện thoại chụp nó bị noise, nó nhiễu hạt, chụp sớm chút thì chính cái ánh sáng nó sẽ tạo ra cái bố cục cho cái khung hình của mình ha. Nó không còn là những cái vật thể nữa, mà ánh sáng tạo ra cái khung bố cục chéo hay gì đấy ha. Đây quán cà phê, ánh sáng nó tạo ra những cái bóng đổ, tạo ra bố cục cho cái khung hình của các bạn. Dùng chính ánh sáng ở tập thôi. Ví dụ như các bạn nhìn lên trên khán đài A kìa, ở trên đó vé đắt gấp đôi khán đài dưới này. Các bạn nhìn thấy không? Một số bạn thì ngồi bên trong mái che, đó là VIP rồi. Một số bạn thì ngồi sát khán đài, sát cái đường biên. Đó. Rồi có một cái nguồn sáng đó các bạn thấy không? Nó chiếu ngay giữa. Nếu mà bây giờ mình chụp cái khung hình, ánh sáng nó chiếu ngay giữa, thì cái đó, chính ánh sáng nó chia đôi cái khung hình ra, bên kia vùng tối, bên này vùng tối, đúng không? Nếu mà mình chỉ chụp bên này không thôi thì ánh sáng nó sẽ tạo ở một bên thôi. Đó. Nếu mà tí nữa bước xuống dưới kia chụp ngược lên, nó sẽ có một cái hiệu ứng khác nữa. Đó. Thì tập nhảy sáng, ánh sáng đó nó tạo vệt xéo đó. Nó tạo vệt xéo. Nhìn ba cái ly kia là biết hồi nãy có ba người ngồi đó, ví dụ vậy. Rồi. Đó, ánh sáng tạo ra bố cục, những cái bóng đổ trên đó, máy ngói rồi các thứ ha, rất là hay đó. Ánh sáng quán cà phê Yên Tế hay đó. Đây tấm hồi nãy ha, ánh sáng tạo nên bố cục cho khung hình của mình. Tấm này cũng vậy ha, ánh sáng tạo nên bố cục cho khung hình ha. Dùng chính ánh sáng tạo bố cục. Ở trên kia mà chụp dưới này cũng vậy thôi, có hai cái chùm sáng ha. Nếu mà ngay chỗ đó mà đúng sáng thì các bạn khác sẽ nằm trong vùng tối đó. Ánh sáng, mình cứ tập chụp đi sẽ nhảy sáng. Đây anh chàng này hút thuốc nha, mình hồi xưa cũng hút bây giờ bỏ rồi. Đó thì chính ánh sáng tạo ra nội dung cho cái khung hình à. Cái này bằng 950XL. Tấm này cũng vậy ha, ở Hồ Tây á, nó có nhiều cảnh để anh em chụp lắm, nhưng mà nếu mà muốn dùng ánh sáng thì đó, nó tạo ra một cái đường thẳng, đường xéo, tạo ra một cái kiểu bố cục L, có cái đường dẫn, sự trống trơn ha, một cái cảnh mùa thu nhìn vắng vắng ha, thật ra cũng đông người lắm nhưng mà chụp ra cái hình nó vắng vẻ ha, nó buồn buồn, nó đúng cái tâm trạng lúc đó, nó buồn lắm, đi có mình ha, nếu mà có bạn gái nào đó thì cái này đừng lưu vô nha. Đó thì một cái vệt sáng thôi nó tạo ra một cái cảm xúc nào đó cho khung hình, dùng chính cái vệt sáng nó tạo bố cục cho khung hình của mình ha. Rồi trong nhiếp ảnh hiện đại, phản ứng cảm xúc nhiều khi quan trọng hơn phản ứng thẩm mỹ. Phản ứng thẩm mỹ là gì? Là điểm mạnh, điểm yếu, những cái điểm mạnh hồi nãy đó, bố cục tỷ lệ 1/3 các thứ là về thẩm mỹ theo kiểu hội họa ngày xưa. Ngày hôm nay người ta chụp hình là theo cảm xúc nhiều hơn. Dĩ nhiên cái cảm xúc đó mình phải đưa cái gì vô trong khung hình có sự chọn lựa và có ý đồ rõ ràng, chứ không phải là chụp xong biết chụp cái gì, mà mình phải có quyết định của mình trong khi mà mình đưa cái khung hình lên, mình chọn cái gì nó xuất hiện trong đó. Thì cái ngày hôm nay người ta chụp vậy. Các bạn thấy là ngày hôm nay nhiều bạn đi chụp street line hay là đường phố đó nhiều lắm, người ta không quan tâm gì đến bố cục nữa, bố cục hay tỷ lệ nửa trời nửa đất hay 1/3 trời 1/3 đất hay gì nữa đó, mà người ta quan tâm đến cái cảm xúc của người ta đứng trước cái cảnh đó như thế nào. Và muốn có cảm xúc thì sao?
mình phải ngắm nhìn nó ha, phải ngắm nhìn nó trước. Mình không chịu ngắm nhìn nó, cứ giơ lên chụp bình, giơ lên chụp vứt, chụp thì cái người xem người ta cũng nhìn qua rồi, người ta cũng nhìn nhanh như vậy thôi, người ta không dừng lại nơi bức hình của mình đâu. Nếu mà mình chụp cũng kiểu đó, đi có một cây số thôi chụp 1200 tấm thì về chiếu 1200 tấm người ta cũng coi đúng cái bằng cái thời gian vậy thôi đó. Thì mình phải có cái quyết định của chính mình khi mình chọn cái khung hình nó như thế nào, cảm xúc của mình phải quan sát nó, phải nhìn ngắm nó. Mọi bức hình đều có một cái điểm nào đó thu hút trong khung hình, mình phải xác định được cái đó ha, con ong hồi nãy đó ha, và đưa ra cái quyết định chọn lựa của mình là mình chụp cái đó. Rồi lúc đó chụp như thế nào, dịch chuyển máy như thế nào, cái này phải tập nha. Đây, nếu mà quan sát thì cái này nói là phải có một cái gì đó thu hút ha, xác định rõ cái sự thu hút đó. Thì nếu mà tấm này thì cái gì thu hút? Nhìn mãi không thấy gì hết ha, mấy cái chân người ta ngủ cà phê đó mà đứng ở dưới thấp này nhìn mãi không thấy gì. Em cà phê 100 cầu gỗ. Giơ điện thoại lên chụp, quán này rất nguy hiểm ha. Rồi, hiệu ứng thị giác là phần thứ ba. Ai hỏi gì về bố cục canh khung, một phút có quà, cứ hỏi là có quà thôi. Cái này đi, không hỏi thì để xuống á. Ấy, 10 tấm hình đâu, chép vô máy nào, không có thì qua cái khác nha, rồi tí hỏi luôn. Thật ra cái mà mình muốn các bạn tập, chịu khó tập, đã cất công đến đây nghe 2 buổi rồi thì mình cố gắng mình tập. Hôm trước là mình phải coi thử cái máy của mình như thế nào, bắt buộc ha, chứ không nói là sao máy thằng kia nó chụp đẹp, máy mình chụp dở, không có khái niệm đó nữa ha. Bây giờ tập bằng chụp ánh sáng, chụp màu sắc, rồi canh khung như thế nào ha. Tại sao mình lại cho cái đó xuất hiện trong đó à. Ví dụ như chụp cái ghe đang đậu trên sông, cái có cái sợi dây, xong có cái neo, đúng không? Nếu mà mình chụp cái ghe có sợi dây thòng thòng lên bờ, có cái neo nó móc vô hay là nó cột vô trong cái cột, thì người ta nhìn vô người ta thấy là nó có sự liên kết của các cái vật thể trong đó, đúng không? Còn cái dây nó đến cái này cắt ngang cái, người ta không biết là cái dây đó nó đi đâu. Nếu mà mình muốn nó lơ lửng, nếu ý của mình muốn như vậy thì chụp vậy. Còn nếu mà trong cái khung hình đó các cái vật thể xuất hiện, các cái đối tượng xuất hiện trong khung đó, ví dụ như có 5 cái đối tượng, mà 5 cái đối tượng đó nó không có liên kết gì với nhau hết thì nó không có ý nghĩa, mình loại đi. Nãy giờ thì em thấy anh nói về chụp về quang cảnh thì nhiều, và nếu như mà chụp về con người á, mà chụp chân dung á, thì mình sẽ phải canh góc như thế nào cho nó đẹp à? Cái quan điểm của mình á, em đang nói đến chân dung đúng không? Chân dung nó có một số loại chân dung thương mại, có nghĩa là chụp lấy tiền á, chụp thời trang á, thì có một cái kiểu chụp lấy tiền. Còn đây là chụp điện thoại và chụp mình kiểu là chụp chơi với bạn ha. Mình hôm trước đã nói rồi, hôm trước em có đi nghe không? Không nha, vừa lên coi lại đi. Chúng ta có 3 cái đối tượng chụp chính. Đối tượng thứ nhất là vạn vật có trong vũ trụ này, chụp con kiến, chụp một cái cảnh đẹp, đó là thiên nhiên vạn vật. Cái đối tượng thứ hai là đối tượng con người, mình nói chân dung. Thật ra nói chân dung trong studio hay là chân dung kiểu chụp thương mại, chụp thời trang, hay là chụp chân dung kiểu gì, hay là chụp bạn gái đứng cong hình chữ S nơi cái bụi tre, một đám đứng chụp ở ngoài công viên đó, đó cũng là chân dung đúng không? Chân dung trong đường phố, chân dung trong đời thường, trong tweet, trong live, trong cuộc sống, tất cả cái đó đều là chân dung hết. Hồi nãy giờ em nhìn em cũng thấy chân dung mà. Và tất tần tật các cái chủ đề ảnh đó, các cái đối tượng ảnh đó, quan trọng nhất ánh sáng hay là đủ sáng, chấm hết. Canh khung em nói là em canh khung như thế nào, canh khung như vậy đó, em muốn lấy cái mũi của đó, con mắt của đó, khuôn mặt của đó, cái ngực của đó, hay là em lấy toàn thân của đó, em muốn cái gì em chọn cái gì vậy thôi. Đó là nguyên tắc chung, tất tần tật các chủ đề ảnh chứ không chỉ là chân dung. Bây giờ em chụp cái cô đó mặc cái áo đó, người ta trả tiền cho em chụp cái đầu không à, người ta trả không? Không, người ta đang chọn thay em, người ta chọn thay em cái khung hình phải có cái áo đó, hay là có cái ví khắc tên là thằng cô Hiệp nó mới trả tiền,
chụp mặc áo rất đẹp ha, chụp nhưng mà không thấy được cái ví của nó, sao nó trả tiền cho mình? Như vậy là nó đã chọn cho em cái thành phần trong khung hình rồi đó, à, chân dung hay là các cái gì. Bây giờ ngay cả khi em chụp một cái sản phẩm trên này cũng vậy thôi, em để cái sản phẩm trên này, em có muốn lấy cái người đứng đằng sau hay không, đó vậy thôi, chứ không chỉ là chân dung. Bây giờ em chụp anh đây, ánh nắng nè, đó đúng không, rồi ngay đây rồi, em có muốn lấy sáng bên này không hay là chỉ lấy vậy thôi, đó là chuyện của em muốn mà. Và em quyết định, không ai quyết định thay em. Hôm nay chúng ta phải mạnh mẽ như vậy, à, không phải nghe cái ông kia nói cho nên bây giờ phải có cái hát sáng. Không cần, nếu mà mình không thích nửa sáng nửa tối nhìn cho nó vậy đi ha, đúng không? Em dùng ánh sáng, em đi tới đi lui dùng tiêu cự, ống kính hay các cái loại là để quyết định cái chuyện em chọn chụp cái gì. Vậy đi ha. Rồi. Hồi nãy có bạn nào đây nè. Đây đi ha. Chuyển mic. Chúng ta còn 2 phút nữa để hỏi nha. Nhanh, cái mic đâu mất rồi. À, các bạn vượt qua hết mấy cái nguyên tắc mà người ta nhồi cho mình xưa nay ha. À, anh Tuấn cho em hỏi là em cũng thử chụp ngược sáng á, nhưng mà cái hiệu ứng lên màu với là cái hiệu ứng mà cái đối tượng nó bị đen lại á, nó không có lên đẹp nha. Nó không đẹp ha. Đúng rồi. Thì anh có những cái thủ thuật tinh chỉnh nào không để cho lên màu và thật lên... ra thì cái chụp hình bằng điện thoại á, trong các cái bài viết chia sẻ của mình trên Tinh Tế cũng như là mỗi lần đi chụp chung mình vẫn hay nói, quan trọng nhất khi mà ngoài ánh sáng các thứ rồi ha, quan trọng nhất là đo sáng. Các bạn đo sáng. Bây giờ giơ điện thoại lên đi. Ví dụ như chụp như thế này xiên sáng đúng không? Bên này tối hả? Tối không? Tối chưa? Hơi tối tối hả? Bên này sáng hả? Ví dụ như vậy đúng không? Em chụp vậy. Bây giờ em muốn lấy chỗ này nó đủ sáng thì sao? Phải chấp nhận bên này tối thôi. Thì lúc đó mình muốn ở đây thì mình đo sáng đây. Mà cái mà thường thường chúng ta hay quên đó là giơ lên chụp ngay. Giơ lên, thậm chí lấy nét cũng lấy ở đâu á, không lấy vô đây. Mà thường cái điện thoại là cái điểm đo sáng với lấy nét nó chung một điểm, trừ một số điện thoại khác là tách ra được làm hai. Nhưng mà đa số các điện thoại là lấy chung điểm. Chạm nó vào nha, nhiều khi chạm vào chưa nét đâu, chạm giữ một lúc, khóa luôn cái chỗ này. Rồi lúc đó tại cái máy của mình nhiều khi mình thay đổi nữa, dịch chuyển nữa, cái nó đo sáng khác đi. Thì lúc đó chắc chắn chỗ này phải đủ sáng. Chỗ này nó tối ha. Nhưng mà em muốn chỗ này tối hơn nữa thì sao? Giả EV hoặc là đo sáng vào một cái chỗ khác sáng nhất, sáng hơn mà không phải là cái chỗ mặt. Ví dụ chỗ này nó sáng hơn, ví dụ vậy. Anh là vậy đó thôi chứ đâu có gì đâu. Còn về màu sắc, ngược sáng em thấy đen mà, đâu có màu sắc gì đâu. Phụ trợ đẹp thì do nó tự nó đẹp rồi chứ anh đâu làm nó đẹp được. Hôm nào mà đi lên, hôm trước mình đi cái U11, nói thật với các bạn luôn là đi đến lần thứ 3 đó, rủ đi lên Facebook rủ, mưa quá không đứa nào đi hết, mình chạy lên mưa về. Lần thứ 2 á lên nó không mưa mà nó không có nắng, thì cũng đi chụp được ít chỗ khác nhưng mà nó không nắng. Lần thứ 3 lên không có bình minh, có nghĩa là mặt trời nó ló lên giống như con vịt nó đẻ trứng á, từ từ không có cái được cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà khi nó lên được lên cao cao á, nó vẫn có ánh sáng vàng đó. Thì khi mà đi chụp phong cảnh thì em phải lệ thuộc thời tiết đó. Thế thôi. Còn nếu mà em không muốn lệ thuộc thời tiết mà chụp những cái con người hay gì, em đi về trong phòng dùng đèn, dùng ánh sáng nhân tạo. Nó còn cảnh thì nó đâu có ánh sáng nhân tạo được, trừ khi em làm một cái trường quay em dùng đèn lớn ha. Rồi bạn đo sáng ha, đo sáng quan trọng, chạm vào chỗ nào đi. Các bạn sẽ thấy là nếu mà mình đứng đây mà các bạn chạm vào đây ảnh khác, các bạn chạm vào vùng tối ảnh khác nha. Chạm vào các điểm khác nhau, cái ánh sáng sẽ khác nhau trong khung hình đó. Đó, về nhà tập nha. Em. Dạ, anh cho em hỏi là lúc nãy anh có nói là cái góc góc hình mà góc ngang á là nó bình thường quá, nó không có tạo ra cái hiệu ứng mạnh được. Nhưng mà khi em chụp hình thì em thấy là cái góc mà nó, chẳng hạn mình chụp người với cảnh đi, mà cái góc mà nó bị nghiêng á thì nhìn vào hình thấy cái đường chân trời nó bị nghiêng thì lúc đó thấy cái hình rất là khó chịu. Thì anh có chia sẻ gì về cái này không? Rồi. Khi nãy mình có nói là có nhiều cái góc nhìn, có thể là nhìn từ trên cao xuống, nhìn từ dưới lên hoặc là nhìn ngang. Thì thường thường các cái khung hình mà mình hàng ngày mình nhìn là góc ngang,
góc tầm ngang, nhìn vào trong cái đối tượng ngang. Thì nếu mà chúng ta cũng chụp cái góc ngang như vậy, người ta sẽ ít ấn tượng hơn. Nó không tạo ra một cái nhìn, cái kiểu nhìn hay là cái góc nhìn lạ hơn bình thường. Anh có chia sẻ như vậy. Bây giờ bạn nó nói là nếu mà chụp một bạn gái đứng trên một cái phong cảnh đường chân trời nghiêng hả? Đường chân trời nghiêng là do em. Em muốn nghiêng hay là em muốn thẳng, đó là chuyện của em, đúng không? Có nghĩa là nếu mà đường chân trời thẳng, có nghĩa là đường chân trời nằm ngang vậy này là đúng luật, đúng không? Ví dụ như ở dưới nó có cái hồ, cái sông, cái biển gì đó, em chụp thẳng ngang như thế này, đúng không? Thì đó là cái bình thường, người ta vẫn đang thấy như vậy. Còn nếu mà em lệch qua chút xíu, nhưng mà quan trọng khi em lệch qua chút xíu em muốn nói cái gì. Còn nếu mà em lệch qua mà không có nói gì, giống như cái hồ bơi nó đang chuẩn bị đổ nước ra ngoài, em muốn nói cái hồ nước đang đổ ra ngoài, hay là biển nó đang bị nghiêng, hay là em muốn đang nói một cái tâm trạng gì, tùy theo cái đối tượng trong đó nữa. Ví dụ như cái người đó đang cúi chạy mà em chạy theo em chụp, hay là một cái khoảnh khắc như nào đó mà em muốn nó nghiêng để tạo ấn tượng, đó là ý của em mà. Còn nếu mà em để ngang thẳng thì anh nói hàng ngày người ta vẫn đang nhìn như vậy, mà không phải là anh nói vậy là lúc nào cũng chụp nghiêng. Đó, cái anh không phải nói nghiêng hay thẳng đường chân trời, mà anh đang nói là góc nhìn, góc cao xuống. Cái máy mình để trên cao xuống á, hay là để dưới lên? Giống như khi nãy cái anh đi biển về đó ha. Nếu mà mình chụp ngang như thế này thì mình sẽ thấy nó hàng, mình vẫn đang thấy bình thường. Nếu mà mình chụp dưới lên như thế này thì mình sẽ thấy cái ảnh đang xách cái túi với lại dây nhợ gì đó, và nó in lên cái nền trời, nó sẽ có một cái nhìn khác hơn. Giống như bây giờ, tương tự như thay vì em đứng em nhìn về thì giờ em ngồi xuống thôi, em nhìn thôi. Khi em ngồi, em đang ngồi ghế cao đó, em ngồi xuống đất, em sẽ thấy khác. Em sẽ thấy cảnh nó đang khác. Các bạn trên kia nhìn xuống đây sẽ thấy khác, mà ở dưới này nhìn lên kia sẽ khác. À, đó, ý anh là góc nhìn cao thấp. Hoặc là em nhìn nghiêng. Nhìn nghiêng chứ không phải là nghiêng cái hình. Ví dụ như cũng anh ở đây, nhưng mà thay vì em nhìn trực diện như thế này thì em chịu khó bước qua bên này, em nhìn nghiêng. Nhìn nghiêng bên này. Đó, ý là vậy được không? Anh trả lời vậy được không? Ừ. Có nghĩa là thay vì mình vẫn đang nhìn ngang, nhìn theo kiểu tầm ngang, và mình vẫn có thói quen khi chụp hình, mình vẫn hay có thói quen chụp theo kiểu tầm ngang hàng ngày, bây giờ chịu khó thay đổi một chút xíu để coi thử là cái hiệu ứng, cái khung hình nó khác nhau như thế nào. À, chỉ nhiên là tùy theo chủ đề, tùy theo đối tượng, chứ không phải lúc nào cũng chụp từ dưới lên hết ha. Nhiều khi chụp từ dưới lên nó quấn chết luôn á. Hay là chụp em bé, nếu mà em chụp em bé mà em cứ dí từ trên xuống á, là em sẽ thấy cái đầu nó sao, nó bự ra, tí nó sẽ nói nè ha, bự ra và cái chân nó nhỏ lại, và giống như mình đè nó xuống nó không lớn nổi vậy đó ha. Người ta lại không thích. Không phải cái gì em cũng chụp từ trên cao xuống được, cũng không phải cái gì cũng hất lên dưới lên được, có cái cũng phải nhìn ngang chứ không phải. Nhưng anh nói là chịu khó thay đổi góc nhìn khác nhau để có những khung hình nó đúng ý của mình hơn. Ok em ha. Rồi, qua hiệu ứng thị giác đi, em thôi hết giờ. Hiệu ứng thị giác là gì? Là cái khi nãy nói đó. Bình thường, cái cảnh bình thường nó vậy thôi. Nhưng mà mình dùng hai cái gọi là hiệu ứng tiêu cực của ống kính và hiệu ứng của tốc độ màng trập khác nhau. Nó tạo ra cái thị giác, cái cảm xúc thị giác, cái mà người ta nhìn đó, nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng khác nhau. Đây, thứ nhất là hiệu ứng tiêu cự. Hôm trước có nói về cái này rồi ha. Hôm nay nói sơ lại. Các bạn chụp cái ống kính góc rộng á thì nó có cái hiệu ứng gì? Viễn cận. Viễn là xa, cận là gần. Hiệu ứng gần xa đi ha. Cái nào mà càng gần thì nó bự ra. Gần cái ống kính mình á thì nó phình to ra, ở xa thì nó nhỏ lại. Thì cái điện thoại của anh em mình đang dùng hầu hết là ống kính góc rộng hoặc là hơi hơi rộng. Chỉ có cái iPhone nó có cái 2X gì đó ha, là nó tê lê thôi. Hiệu ứng ngược lại của góc rộng là hiệu ứng của ống kính tê lê, là cái gì mà càng xa cái background á, như mặt trời, nó sẽ phình to ra, còn to ra so với cái ở gần ha. Đó là hiệu ứng tê lê. Còn hiệu ứng góc rộng của cái điện thoại này, nếu mà dí sát vào cái là cái đối tượng mà nó gần ống kính, nó sẽ to ra, nó phình ra. Thành ra khi mà mình chụp chân dung á, mà mình dí sát mặt nó bè ra rất là xấu ha. Ở khoảng cách nào đó tương ứng với cái tiêu cự mà mình đang chụp.
Những cái này là những cái nó mình nhớ để làm chi, để nó phục vụ cho cái ý của mình muốn chụp. Ý của mình muốn chụp. Đây ví dụ như cái này, mình muốn chụp như vậy mà. Mình muốn cái ở gần nó to ra, cao hơn. Thật ra nó con bé đó nó rất là nhỏ, nhỏ xíu thôi. Nó sẽ cặp đi ngang qua thôi. Nhưng mà dí sát vào với một cái góc rộng như vậy thì nó phình to ra, còn các cái tòa nhà vĩ đại kia tự nhiên nó nhỏ lại. Đó là hiệu ứng góc rộng, là hiệu ứng thị giác ha. Thực tế thì nó có vậy không? Mắt mình nhìn nó không vậy. Nhưng mà khi mình dùng cái hiệu ứng tiêu cự, góc rộng nó sẽ tạo ra cái thị giác ấn tượng cho cái người xem hơn ha. Đó. Và chụp một tấm vậy thôi ha. Nếu mà nó bước lại gần mà nó thấy dơ dơ máy thấp thấp thì nó đá cho cái là rớt điện thoại. Ví dụ như cái này ở bưu điện đây, các bạn dí sát vào trong cái hàng rào. Cái này là điện thoại bình thường Zenfone 2 như có mấy triệu thôi. Bây giờ nó còn rẻ hơn nữa rồi. Các bạn dí sát vào trong cái hàng rào á, hàng rào chỗ bưu điện thành phố mình á, thì các bạn thấy nó to không? Nó phình ra. Còn các cái lớp kia nó nhỏ dần, nó hút ra, nó làm cái đường dẫn ha. Nó nhỏ xíu, giống như kiểu con đường hẻm vậy đó. Đó là hiệu ứng tiêu cự. Vậy thì có một số ảnh mình sẽ dùng cái kiểu đó. Ví dụ như các bạn ra ngoài đường chụp, muốn chụp một con đường nó dài hun hút, ở trước này có cục đá hay là có một cái người ngồi hay là gói xôi, ly cà phê gì đấy, làm cái tiền cảnh đó nó to ra, cái xa thì là xa, những cái gì nó nhỏ, những người chen chúc là chẳng hạn như vậy. Đó là cái hiệu ứng thị giác bằng chính cái điện thoại các bạn đang có. Tí nữa có thể thực tập ngay hoặc là về nhà tập. Cái càng gần thì gọi là hiệu ứng gần xa của cái góc rộng. Tại vì đa số cái ống kính là ống kính 24, 28, 22 gì đó, ống kính khá là rộng, điện thoại đó, đa số là như vậy. Thành ra mình tận dụng cái đó để mình chơi ảnh ha, tạo ra cái hiệu ứng như thế này. Ví dụ như cái này, mấy người Hồi giáo họ cầu nguyện đó ha. Thì nếu mà mình chụp bình thường thì ở một cái khoảng cách nào đó thì thấy bình thường thôi, người ta giơ tay. Nhưng mà dí sát vào trong một cái, không phải sát lắm đâu, cũng phải gần nửa mét ha, thì sẽ thấy là nó phình ra, to ra so với, thấy không, nó chiếm rất là lớn trong cái khung hình, nó chiếm cái tỷ lệ rất là lớn. Đó, sát vào, đặt tả vào cái tay đó. Hầu hết người đàn ông đều có cái nhẫn lên đó, chả biết là phong tục của họ sao. Cái này cũng vậy, cái bà cụ làm gốm ha, làm gốm đó, thì chụp sát vào cái tay cái to ra, muốn nói đến cái tay người ta ha, sự vất vả hay là cái gì đó, ý tưởng như nào đó, thì dí sát vào, đó, hiệu ứng tiêu cự. To hơn cả cái đằng sau nữa. Rồi, như vậy thì cái hiệu ứng thị giác nó rất đơn giản. Các bạn về cứ chụp hiệu ứng gần xa, cái nào gần, cái nào xa, xác định rõ ràng ha, và tạo ra một cái hiệu ứng thị giác theo ý của các bạn muốn. Cái thứ hai là tốc độ màn chập chậm. Có một số điện thoại thì không biết là có hết chưa, nhưng mà đa số điện thoại bây giờ mình thấy là có chỉnh được cái tốc độ màn chập á. Trên cái giao diện chụp nó có cái thay đổi cái tốc độ chụp á, tốc độ màn chập có chữ S á. Anh em cũng coi lại cái điện thoại của mình ha. Thì thay đổi cái tốc độ đó thì tạo ra hiệu ứng thị giác khác nhau ha. Thay đổi hiệu ứng đó thì giá khác nhau. Ví dụ như cái tấm này, nếu mà mình giơ lên mình chụp bình thường thì một cái tàu nó sẽ chạy ngang qua, đúng không? Nhưng mà cái này kết hợp nè, vừa đứng sát ra chỗ mà cái chú này, chú đứng để canh cái tàu nó dừng á, thì cái nào ở gần thì nó to ra, đúng không? Hồi nãy đó, cái toa mà nó ở gần cái ống kính của mình nó to ra, còn các cái toa khác thì nó nhỏ dần, đúng không? Giống như cái hàng rào của cái bưu điện vậy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình chụp chậm lại một chút. Thường thường để máy tự động á, là nó không có chậm. Nó chụp nó bắt dính cái toa tàu, có những cái ô tàu, ô cửa. Nhưng mà nếu mà mình muốn tạo một cái vết như vậy thì chụp chọn nó chậm lại xíu ha. 1/30 giây, 1/60 giây hay 1/15 giây gì đó, kéo xuống ở trên cái máy của các bạn đó. Ví dụ như tấm này nè, cái tàu nó dừng rồi, nó dừng rồi, thì lúc đó cái hiệu ứng tốc độ màn chập nó có hiệu quả không? Không, nó bắt nét dính cái chuyển động, cái mà đứng im, cái tĩnh. Còn cái mà nó chuyển động thì nó sẽ tạo thành vệt mờ. Cho nên các bạn mà chụp mà kiểu thiếu sáng hay là
mà tốc độ nó chậm á, tốc độ màn trập nó giảm xuống rồi á, mà chụp em bé trong nhà hay là những người chạy chạy á, nó mờ, sao máy em chụp không nét. Hôm bữa có ai hỏi đó, mà sao máy em chụp không nét, tại vì cái tốc độ màn trập nó giảm xuống chậm quá, do ánh sáng không đủ hoặc là do cái máy đó chỉnh như thế nào đó. Đây, cái gì chuyển động nó sẽ mờ đi. Người ta đang chạy cho kịp tàu chẳng hạn, mấy ngày Tết chẳng hạn vậy. Tấm này cũng dài ha, phải 7. Thì tốc độ màn trập là 1 phần 15 giây hay 10 giây gì đó kéo xuống. Và mặt biển nó tạo thành giống như một cái mặt băng gì đó, những cái con ốc con gì đó nó đẻ trứng ở trên mấy hòn san hô ở cổ thạch đó. Đây, cái tấm này chụp bằng Z1, Sony Z1. Tấm này chụp lâu rồi, chụp cái đây mấy năm rồi. Thì mình giơ điện thoại lên mình bấm chụp cái nó ra vậy đây. Cái này là trên cái đèo Omega mà xuống từ Đà Lạt xuống xuống Diên Khánh Nha Trang đó. Thì giơ lên các bạn thấy chụp như vậy thôi là cái chuyển động nó bắt dính luôn ha. Nó bắt dính luôn điện thoại Sony Z1 lâu rồi. Nhưng mà nếu mà mình giảm tốc độ, cái điện thoại này nó không có cho giảm tốc độ màn trập. Phải cài cái ứng dụng là FV camera, anh em search trên nó có cái bản miễn phí đó ha. FV camera nó sẽ cho chỉnh tốc độ màn trập. Thì nếu mà cái tấm kia dơ lên chụp như thế này, nếu mà các bạn thích thì thôi đi, nếu không thích thì chuyển qua cái chọn tốc độ màn trập chậm thì nước nó sẽ tạo như vậy đó. Đó. Nhưng mà cái đó không phải là bằng, nó chỉnh bằng cái camera và cái giao diện trong camera, mà nó chỉnh bằng một cái ứng dụng bên ngoài, thành ra nó chỉ được vậy thôi. Hai hiệu ứng nó khác nhau. Như vậy là cái thị giác của người nhìn vào trong khung hình có cái hiệu ứng thị giác khác nhau khi mà chúng ta thay đổi cái tốc độ màn trập trên cái điện thoại. Đây, đây là mình đó. Đây là bơm nước vào trong cái bong bóng, xách nó lên, cầm cái kim chuẩn bị đâm đúng không? Đây là nó bật đèn lên, nó chụp để làm ấy thôi. Rồi, ngay khi đâm vô trong cái bong bóng thì sao? Nước nó chưa kịp rớt xuống ha. Nước chưa kịp rớt xuống thì cái điện thoại chụp dính cái nó ha, G4 đó, LG G4 ha. Này mấy năm rồi có hướng dẫn rồi trên tinh tế nha. Hôm nay nói lại để thấy cái tốc độ màn trập nè. Hồi nãy mình chụp chậm đúng không? Để bắt dính chụp chậm để mà tạo vệt các cái chuyển động. Bây giờ sao? Nó phải rất nhanh. Nhưng mà có nhanh có bắt kịp không? Không kịp. Một có nghĩa là cái máy để đầu kia, một đứa ngồi đó chụp, mình vừa đâm cái kim vô một cái là gì, nó xào liền. Sao mà kịp? Thì cái này chụp trong bóng tối, tối thui, có nghĩa là chỗ cái ban công nhà mình á, buổi tối á, tối đen luôn. Thì cái điện thoại lúc đó chụp tốc độ màn trập chậm, mình để 4 giây, chụp 4 giây luôn á. Thì khi mà mình đâm cái đó vào, ngay khi đâm thì đánh flash á, bật cái đèn á, đèn flash á. Thì lúc mà ngay cái lúc đèn vừa đèn sáng lên là ngay cái lúc mình đâm cái kim vào, thì nó bật cái đèn nó sáng, nó chỉ lưu cái lúc mà cái bong bóng vừa rớt ra ngoài thôi, cái bình nước, cái vòng nước đang còn ha. Người ta gọi là bắt dính cái chuyển động của, gọi là cắt ánh sáng ha, dùng ánh sáng để cắt cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà thay vì chụp cái này thì cứ nghĩ là phải chụp nhanh đúng không, cái này là chụp tốc độ chậm và trong bóng tối, đánh đèn ngay lúc đó ha. Rồi đây đó, ví dụ vậy, ngay cái lúc mà bong bóng nó văng từng mảnh làm sao mà chụp kịp đó. Nhanh kiểu nào cũng khó mà đồng bộ, đánh đèn. Đèn sáng lúc nào thì lúc đó là cái kim chạm vào. Đó. Thì cái này là chơi cho vui trong nhà với mấy đứa thôi. Còn các bạn có thể tạo ra nhiều thứ ha, phức tạp hơn và đẹp hơn theo ý. Nhưng mà phương pháp muốn chụp để lưu lại, để nói với các bạn là phương pháp điện thoại hết đó nha, LG G4. Ngay khi các bạn ném cái trái cam vào trong cái thau nước ra thì lúc đó đèn sáng. Như vậy là cái máy của mình là chụp 4 giây đúng không? Hay là 2 giây đi. Có nghĩa là màn trập nó sáng, nó mở ra liên tục trong vòng 2 giây. Thì cái bóng tối nó có ghi hình không? Không ghi hình. Thì lúc nào đèn sáng lên thì nó ghi hình. Và ngay cái lúc đèn sáng là cái trái cam rớt xuống cái thau nước. Được không? Tối về làm. Nào là trái cam nè, đồng hồ nè, cái thứ gì mà muốn ném xuống nước thì ném mà. Và kể cả cái thau nước các bạn muốn làm nước màu gì hay như thế nào,
các anh em có thấy là sữa đó, người ta làm cái ly cà phê sữa rồi thả mấy gì đó nó quăng lên đó đẹp lắm ha. Mà không có giờ để nghịch mấy cái đó, làm cái này để các bạn thấy phương pháp nó là như vậy ha. Ví dụ cái này cái xe mô hình đó ném vào ha, băng nước lên đại khái như vậy được không, rất là đơn giản ha. Chụp như vậy là tốc độ màn chụp trên điện thoại nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng thị giác cho cái mình muốn. Mọi bức ảnh đều dối trá vì chúng không hoàn toàn đúng hiện thực. Các bạn xem ảnh nãy giờ thấy nó có giống ở ngoài không? Không. Cái tàu nó, các bạn nhìn cái tàu nó có vệt gì không? Không. Mặt nước nó có như băng không? Không. Các bạn có nhìn thấy cái bầu nước không? Không. Tất tần tật các bạn sẽ không nhìn thấy. Hai mẹ con đang bẩm, các bạn có thấy một con mắt, hai mắt này không? Không. Các bạn thấy nguyên cả hai mẹ con. Đúng không? Cho nên tất cả mọi bức ảnh nó đều chính xác. Cái máy ảnh nó ghi đúng như vậy. Nhưng mà nó không bao giờ nó đúng cái hiện thực hết. Các bạn đừng có đòi cái này ta thấy nó không có đúng, ta thấy nó khác. Nhiếp ảnh nó là vậy, nó không phải là hội họa. Còn nhiếp ảnh mà đúng hiện thực, các bạn là dân báo chí, chụp đúng ngày hôm nay có ông này đang đứng nói ánh sáng vậy. Thậm chí người ta nói anh chỉ cần đánh đèn thôi là anh đã thay đổi hiện thực rồi. Mà ánh sáng nó như thế này, còn hôm sau ánh sáng nó khác, thay đổi liên tục hiện thực. Cho nên bây giờ người ta đang muốn quay lại chức năng chính của nhiếp ảnh là tái tạo hiện thực. Người ta muốn chức năng chính của nhiếp ảnh là tái tạo hiện thực. Nhưng hiện thực là gì? Hiện thực là gì? Cái quan trọng là gì? Cái mà bạn nhìn thấy nó, chú ý nó, yêu thích nó, tình cảm với nó, yêu mến nó hay là ấn tượng với nó, và mình muốn ghi lại nó theo đúng cái cảm xúc bên trong của mình. Ví dụ cái tàu nó chạy rất là nhanh, nhưng mà mắt người của mình nhìn lúc đó là thấy rõ từng toa tàu, thậm chí thấy con bé ngồi trên xe giơ tay bye bye chào chào gì đó nữa. Nhưng mà các bạn chụp tốc độ bằng cập chậm cái con thấy gì nữa không? Không. Nhưng mà bạn cảm xúc lúc đó là thấy mọi người đi rất nhanh, chia tay rồi, nước mắt rơi ha, các thứ. Muốn diễn tả cái cảm xúc đó, và cái đó là cái thật, cái đó là cái cảm xúc thật nơi con người của bạn. Đứng trước cảnh cũng vậy, em muốn chụp bạn gái em không nghiêng ngả, em bạn đeo kính hả, thì lúc đó cảm xúc của em như thế nào? Em đang trao đảo ha, tình yêu đang trao đảo hay gì đó, chụp cứ chụp trao đảo hết. Xin cảm ơn.